sâu xa những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sư. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, cảm ơn cô Trần Lão. Nam Mô Tha Giá. Dạ, con giờ này là nhà tự siêu còn đang giảng pháp ở chùa Viên Giác, mà con cũng chưa có thấy ngài hòa thượng Giác Giới chắc chắn vào đầu tràng, nên con xin ý kiến quý ngài và nhất là thượng tọa Pháp Đăng cho con xin một ý kiến ạ. Có thể con đọc bài được hay không và để thỉnh sư không ạ? Sư cho con xin một ý kiến bạch sư. Nam Mô Bụt Thà Giá. Con dạ, con kính nhân mình rồi nhất định sư rồi dẫn nhập. Để xin đại chúng hoan hỷ chờ trong giây lát hôm nay sư phụ tề siêu vẫn thuyết pháp ở chùa. Nghe hòa thượng Giác Đẳng nó vào đón kính cung thỉnh nghe hòa thượng Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay ạ. Kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư Thục Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có một cái giai thoại rất là thú vị. Một vị Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn tĩnh tọa ở trong rừng với thần tướng rất là trang nghiêm, cái thần thái rất là phi phạm, thì vị Bà La Môn này nghĩ rằng Đức Phật ngài tu cao như vậy thì chắc chắn là ngài có cái đại nguyện rất lớn, và vị này đã nói lên cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà thay vì trả lời rằng ngài có cái đại nguyện rất lớn, thì Đức Phật ngài lại dạy rằng ngài sống đã không còn có những cái tầm cầu cái này cái kia. Nói một cách khác là ngài đang sống với chánh niệm ở đây và bây giờ, chứ ngài không mong mỏi điều gì. Đây là một câu trả lời mà rất là khác, trái ngược với cái nhìn của tất cả chúng ta. Bởi vì phần đông nghĩ rằng những người có cái đời sống mà gọi là chân tu hay là tu tập rất tốt, người mang cái đại nguyện, cái hoài bão chứng đạt thành tựu cái gì đó. Nhưng mà qua lời giải của Đức Phật thì ngài giải rằng những ai còn tầm cầu khao khát thì ở đó đó nó được bắt nguồn từ vô minh. Và một người mà thực sự sống với cái thực tại hiện tiền thì người đó không có cái sự tầm cầu như vậy. Một cái bài học rất là ý vị. Chúng ta lắng nghe chánh kinh và sau đó thì sẽ thỉnh thỉnh Hóa Đăng vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến quý vị pháp thoại trong ngày. Xin mời quý vị quan hệ trở lại đọc cho phần chánh kinh. Dạ, sau này chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Ngày hôm nay là bài 8, khi tu cao không mang nguyện lớn, kinh Kathaha ra, Kathaha ra suốt tăng.
Người đời khi thấy một tu sĩ chân tu khả kính, à con xin phép con không có đọc phần này, và con xin sám hối. Thuở ấy Đức Thế Tôn trú ở tại một khu rừng trong xứ Cô Sa Lá. Bây giờ có một số thanh niên học trò của Bà La Môn dòng Pha Ra Đoa Chát vào khu rừng ấy tìm lượm củi. Họ trông thấy Đức Thế Tôn đang ngồi kiết già lưng thẳng hướng chánh niệm phía trước. Thấy vậy liền đi về thưa lại với Bà La Môn dòng Pha Ra Đoa: thưa thầy, thầy nên biết trong rừng có một sa môn đang ngồi kiết già lưng thẳng trú niệm trước mặt. Rồi ông Bà La Môn cùng với những thanh niên Bà La Môn đi vào rừng gặp Đức Thế Tôn đang ngồi thiền tọa lưng thẳng trú niệm trước mặt. Ông Bà La Môn nói lên kệ ngôn: vào giữa chốn thâm u rừng sâu đầy khinh hải, thân bất động trang nghiêm tỳ khưu thiền tướng hảo, không lời ca tiếng nhạc, ẩn sĩ trú giữa rừng, độc cư tâm tịnh lạc, khiến lòng con quý kính. Chắc ngài mong sanh thiên, cộng trú cùng Thiên Chúa, ngài trợt khổ u, ngài khổ tu trong rừng, để chứng quả phạm thiên. Thế Tôn: bất cứ hỷ lạc gì, đều chấp thủ căn nguyên, ái sanh từ vô minh, ta đã đoạn tận gốc. Không mong cầu chặt trước với chi kiến thanh tịnh, chứng vô thượng chánh giác, phạm trí ta tự tại trong độc cư thiền định. Trong độc cư thiền tịnh. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Pha Ra Đoa Chá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiện bày như người dựng đứng những gì đã bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối hai trong đèn sáng vào chỗ tối tăm để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn. Gotama xin nương tựa pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thích nghĩa: ta là giáo chủ tam thiên điều ngự Lokāthiparāṇa Anuttarāṇa, là cách gọi của Bà La Môn giáo chỉ cho đại phạm thiên. Ta bà giáo chủ, và cảm thấy hình như chữ này thiếu một dấu. Mahasamma, cụm từ này được Phật giáo Đại Thừa thường dùng để chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo sớ giải thì Hỷ Khăn Tha là Avinandana và chấp trước Bacchapita đều là những hình thái của ái chấp. Tanha, gốc rễ không hiểu biết. Añjana, mù lá, chính là vô minh. Avijja, do ngài Hòa thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Và trước khi chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng dây Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Thọ ơ Đức Phật viên thành chánh giác, ta ngâm đạo màu diệu pháp cao thâm, phận văn chưa chuyển pháp luân, phàm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ẩn đức, pháp vô biên mãn tức khai hoa, mong ngài truyền pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên, như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vườn cao đó là mặt hồ, đó con tận đai bụng nhớ, chúng sanh căn trí tò mờ khác nhau, vì bi mận ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ chẳng mê,
chúc duyên chúc phước Bồ Đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phàm thiên vẫn vi trần phủ phục, lời thiệt tha đi đức sáng ngời. Và phương im lặng nhận lời, về vườn lập giả vì lời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trọng pháp, dòng đêm thâu tình giấc mộng trường. Dạy dầu nặng do tuyết xương, hoàng khai hoa, hoàng khai giao hoa mở đường độ sinh. Bởi cơ tính sự tình ngày trước, đại phạm thiên mài được tán dương. Kính thành nhân cúng hoa hương, thịnh ngài thuyết pháp nơi đường tự bi. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, nào phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như nay. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Tề Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Ngài Đức Tề Tuy, Đức Tề Đức, cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào với bà với cô tu nữ, thân chào với Phật tử. Bữa hôm nay thì mình vẫn học trong Phẩm Bà La Môn, và nói về một cái người thanh niên các há há rá, và một cái vị Bà La Môn này, khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của Đức Thế Tôn tịnh tọa trang nghiêm mà giữa chốn rừng sâu, mà trong khi ông cùng với một người nữa đi trong rừng. Như vậy thì nghĩ rằng đối với một cái vị mà ẩn cư rừng sâu như vậy, đạt được cái mục đích, một cái đích mục đích tối thượng, và ông nghĩ tối thượng đó là những cái cảnh giới chư thiên hay những cảnh giới phạm thiên, đó là cái cách mà ông nghĩ như vậy. Và ông cũng đem cái tâm tư của mình nó trình bày với Đức Phật. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì ngài biết cái tâm tư của ông như vậy đó, thì chưa có mang lại cái sự lợi ích tối thượng, chưa thật sự diệt khổ, và chưa có thể làm, và chưa có biết được khổ, và không có thể nào diệt được khổ. Thì Đức Phật ngài đã làm cho cái vị này hiểu được á, nếu mà còn cái sự tái sanh á, thì cái gì đem đến tái sanh. Nếu mà chúng ta biết rằng thai sanh, sanh qua vợ con, hoặc là noãn sanh, sanh vào cái cách đẻ trứng, thấp sanh, sanh vào những chỗ xác cá thúi, hoặc là chỗ ẩm thấp bùn lầy, quá sanh như là sanh làm phạm thiên, chư thiên, ngạ quỷ, địa ngục, Atula, thì Đức Thế Tôn cũng biết những cái sanh đó nó đưa đến thì đều là do cái ái. Bởi chúng ta thấy trong giáo lý tập nhị duyên đó, khi có ái thì có thủ, có thủ thì có hữu, có hữu thì nghiệp hữu thì đưa đến sanh hữu.
nghiệp hữu chính là tất cả những cái hành động thiện ác thân khẩu ý của chúng ta đưa đến sanh hữu, có nghĩa là sanh vào cái cách quá sanh mà phạm thiên hay chư thiên. Và khi sanh ra rồi đó, bất luận là chư thiên hay phạm thiên đó, cũng có cái trạng thái già bệnh chết của họ, mà mình hiểu rằng cái cách tế như thôn. Một người thai sanh đó, thì có sự biến dạng của cái sắc pháp. Nhưng mà những người quá sanh đó, thì họ cũng do cái phước báo công đức của họ. Nhưng mà rồi họ có sắc pháp, mà dù là cái phước báo công đức, nhưng mà chúng ta thấy những vị trời đó, như là hào quang trên đầu mờ, y phục đóng bụi, qua trước bao điện héo, trong tâm nó buồn bực, không còn muốn ngồi nghe pháp nữa, thì những vị trời đó cũng sẽ thân hoại mệnh chung, mình gọi là ngũ tướng si hao. Còn những vị phạm thiên cũng vậy thôi quý vị. Những phạm thiên thì chúng ta biết rằng cái tâm thiền ấy, cho tái sanh và cái nghiệp hữu là sanh hữu, và ở trong đó có năm tâm thiền sắc giới hoặc là bốn tâm thiền vô sắc, đó là những cái quả đi tái sanh trong cõi sắc hay cõi vô sắc. Thì chúng ta biết rằng hễ mà có cái tâm quả, tuy rằng cái tâm quả thiền thì Đức Phật ngài cũng cũng trình bày cái tuổi thọ của nó và cái thiền chứng đó bằng những cái đề mục hoàn tịnh. Và chúng ta thấy thường thường 10 cái đề mục hoàn mỹ đó, từ màu xanh đỏ trắng vàng, đất nước lửa gió ánh sáng hư không, 10 đề mục hoàn tịnh đó, thì những cái vị này sẽ chứng được những cái thiền cao, hoặc là bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả cũng chứng được những cái thiền cao. 10 đề mục bất mỹ như là 10 đề mục tử thi đó, thì chúng ta sẽ chứng được những cái tầng thiền thấp, hoặc là đem đến cái tâm nhàm chán về cái sắc pháp này để hướng đến sự chứng ngộ niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái đề mục mà Đức Phật biết người đó tu tập, nhưng mà còn những cái sự dính mắc, dính mắc ở trong những cái màu sắc đó, mình gọi là sắc ái, còn ưa thích những cái màu sắc, dù là những cái màu sắc đó do những cái thiền định mang lại, cho đến những cái hào quang trong cái sự hành trì mà có hào quang, hay là trong cái sự hành trì mà có thiên nhãn, như là ngài Anuttha với thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy cả ngàn thế giới như vậy, nhưng mà ngài cũng vẫn tâm ngài cũng chưa giải thoát. Như vậy thì Đức Phật lại biết rằng những cái thiền chứng đó, đó do cái tâm tịnh chỉ mang lại cái sự ấn chứng. Và nếu mà không có vượt qua để chứng ngộ đạo quả Niết Bàn đó, thì những vị này vẫn còn dính vào cái thiền sắc. Và cái thiền sắc đó thì chúng ta cũng biết đó là những cái nghiệp hữu. Nghiệp hữu là những cái sở hữu tư hợp trong những cái tâm thiền mà chúng ta gọi là động lực mà trọng nghiệp đó. Nghĩa là động lực trọng nghiệp là thường thường chúng ta biết làm sự tái tục, sự hộ kiếp, sự động lực, sự na cảnh. Thì chính động lực đó, đó là cái nghiệp mà, bởi vì chúng ta thấy nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là những cái gì mà chúng ta tích lũy những cái chủng loại để nó sanh ra những, giống như là những cái hạt giống nó sẽ sanh ra những cái cây, những cái cây được sanh ra những từ những cái hạt giống đó. Thì chúng ta hiểu hạt giống những cái hạt giống đó là Đức Phật gọi là những cái nghiệp hữu, và nó sẽ làm cho cái tâm quả tục sinh. Ví dụ chúng ta thấy cái tâm quả sơ thiền nó cho ra, cái tâm thiện sơ thiền nó cho ra cái tâm quả sơ thiền để tái sanh lên ba cõi sơ thiền. Do cái người đó tu tập đó, tính tấn niệm định tuệ mạnh thì được làm đại phạm thiên, tính tấn niệm định tuệ trung bình đó, thì làm phạm phụ thiên, tính tấn niệm định tuệ yếu thì làm phạm chúng thiên, hay là bốn như ý túc là dục như ý túc, cần như ý túc, thâm tâm như ý túc và thẩm như ý túc đó, bốn như ý túc hoặc là năm quyền đó, mạnh yếu đó, thì vị đó sẽ làm đại phạm thiên. Thì thường thường chúng ta biết vị đại phạm thiên là phải cái hào quang nó phải luôn phải sáng hơn cái vị phạm phụ thiên. Trong cái bài kinh Phân Chim Cấy đó thì chúng ta cũng nghe Đức Phật nói về một cái người hành thiền mà có cái hào quang nó bị hào quang nó sáng tủa, hay là hào quang bị ô nhiễm những cái tiền cái đó. Chúng ta vẫn nghe như vậy. Như vậy thì Đức Phật á, ngài biết rằng những cái đó nó vẫn còn cái sự tái sanh. Ngài muốn nói
ngài tu ở trong rừng này không vì mục đích đạt được những cái đó. À, tại vì hễ người ta nghĩ rằng đạt cái đó theo cái suy nghĩ của họ thì cái suy nghĩ của họ nó có cái thấp cao. À, cái thấp cao thì Đức Phật ngài cũng biết những cái sự thấp cao đó là vẫn còn tái sanh. Tại vì do năm quyền hay là do bốn duy túc mà người đã sanh lên với cái hào quang sáng chiếu, sáng chói nhiều hơn. Nên thường thường chúng ta thấy nói như vậy thì chúng ta thấy cũng là cái tâm quả sơ thiền mà sanh lên ba cõi sơ thiền đó. Thì chúng ta biết rằng nó có cái sự khác biệt, nó có sự khác biệt. Rồi cái tâm quả nhị thiền, tam thiền đó, sanh lên ba cõi nhị thiền như là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên hay biến tịnh thiên. Hay là cõi quan âm thiên, vô lượng quan thiên, biến quan thiên. Thì những cái tâm tứ thiền cho sanh lên những cõi tam thiền, tâm ngũ thiền sanh lên những cõi tứ thiền, bảy cõi tứ thiền. Thì Đức Phật này biết được và ngài nói lên cái tuổi thọ cái cõi đó. Như vậy thì ông Bà La Môn này đó, ông muốn nói là cái sự yên tịnh tu tập đó, là cái sự hướng cầu đến những cái cảnh giới phạm thiên hay là chư thiên, đó là đối với họ là những gì tối thượng. Bởi thường thường chúng ta biết rằng người ta thờ trời, ta cầu trời, ta lại trời, ta sợ trời. Bây giờ ở trong rừng đó với cái mục đích để sanh lên làm trời, phạm thiên hay trời chư thiên. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài biết rằng những cái sanh hữu đó, nó đều là do cái ái mà nó đưa những cái sanh hữu. Bởi chúng ta thấy năm nhân á, là gì? Vô minh là ái. Bởi vì vô minh á, quá khứ á, thì chúng ta thấy nếu mà hai góc bậc tâm á, luân hồi ba cõi đừng nằm ở đâu. Cái góc quá khứ là do cái vô minh, cái góc hiện tại là ái. Bởi thường thường chúng ta thấy thọ nó duyên cho ái. Như vậy á, sắc ái á, là chúng ta ưa thích những cái đề mục. Và cái ưa thích những đề mục đó, chính cái sở hữu tư á, nó hợp ở trong cái tâm thiện sơ thiền, đó là nghiệp tư, nó là nghiệp tư, hay là nó là nghiệp thức. Và cái tâm quả tục sinh á, đó là quả thức quý vị, nghiệp thức và quả thức. Như vậy khi một người mà họ đắc được sơ thiền đó, thì Đức Phật này nói rằng họ sẽ sanh lên những cõi sơ thiền này. Nên Đức Phật đó, ngài giảng dạy cho những cái vị đệ tử của Đức Phật, mà chúng ta gọi là những vị thánh hữu học, những cái vị nào mà chưa đắc quả A-la-hán, mới đắc đạo quả tu được quần tư đà A-na-hàm và chứng thiền đó, thì sanh lên những cái cõi thiền này. Những cái vị A-na-hàm không có chứng thiền đó, cũng sanh lên ba cõi sơ thiền, do vị này diệt dục ái và sân, không còn trong cái dục ái nữa, nên không có sanh vào bảy cõi dục và phải sanh về cõi sắc. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật ngài đã nói đến tam giới này, và ngài đã là vị nhất thiết trí, ngài là vị tri tâm thiền tâm muội lược, có nghĩa là ngài biết được cái thiền ở các cảnh giới thiền và các cái sự chứng ngộ thiền và các cái sự tái sanh cõi thiền và các cái tuổi thọ ở các cái cõi. Như vậy thì Đức Phật ngài là bậc đạo sư, ngài là thầy của thiên nhân chi đạo sư là như vậy. Vì ngài chỉ cho chư thiên hay là phạm thiên đó để thoát ly khổ hải, thoát ly cái sự sanh tử luân hồi. Chỉ có bậc chánh đẳng giác ra đời mới khai thị bốn thánh đế đó, khổ tập, khổ diệt, con đường đến khổ diệt và lột cái đạo hành đưa đến cái sự khổ diệt, là muốn nói đến đó, cái sự diệt, cái sự chấp thủ không có đưa đến sanh hữu trong tương lai. Vì nếu mà mình còn ưa thích một cái gì đó thì mình phải có cái gì để mình nắm giữ. Thì chính là những vị phạm thiên đó còn ưa thích những cái thiền, ví dụ như cái thiền chi đó, thì quý vị thấy như sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, xả định. Thì chính đó, những cái tầm, tứ, hỷ đó là những cái tâm sở mà chúng ta gọi là hành, phúc hành. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm sở tầm á, chính là cái chi thiền tầm trong sơ thiền. Cái tâm sở tứ ở trong những cái tâm sở biến hành biệt cảnh đó, thì chính là cái tâm sở tứ là tâm sở nhị thiền. Tâm sở hỷ là tâm sở ở tam thiền. Như vậy thì những cái tâm sở đó nó cũng là hành quẩn quý vị. Và tâm cũng là thức quẩn. Và thức quẩn
dưới hành quẩn, dưới thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng là sở hữu tưởng. Như vậy thì tứ danh quẩn này sẽ hình thành cái nghiệp thức, rồi cái nó sẽ hình thành cái quả thức là cái tâm quả lúc mà người đã chết. Thì người đó với cái sơ thiền nó không bị hoại đó, thì cái tâm quả sơ thiền đó nó sẽ làm việc tái tục hộ kiếp và tử cho một vị phạm thiên. Nếu mà vị phạm thiên đó nó còn tái tục đó, bằng cái tâm tái tục này, sanh về cõi phạm thiên, thì cái tuổi thọ dù là 1/3 kiếp trái đất đối với vị phạm chúng thiên, nửa kiếp trái đất đối với vị phạm phụ thiên, một kiếp trái đất đối với vị đại phạm thiên. Nhưng mà chúng ta vẫn biết là cái tâm đó, làm việc tái tục đó, thì cái tâm nó làm việc hộ kiếp mà 1/3 trái đất, hoặc là nửa trái đất, hoặc là một kiếp trái đất. Nhưng mà rồi cũng đến thời gian cái tâm tử, vì cái tâm là làm việc tái tục đó, thì tâm nó làm việc hộ kiếp và tâm nó sẽ làm việc tử, quý vị. Như vậy á, thì Đức Phật á, ngài biết được cái sự sanh tử của những cái vị chư thiên hay những vị phạm thiên, ngài nói lên cái sự chấp thủ đó, và chính á, là cái sự vô minh còn. Vô minh đó là gì? Là sở hữu si. Sở hữu si đó, và sở hữu si này là chúng ta biết rằng nó sẽ là nhân si. Nhưng bởi vì khi chúng ta phục sinh đó, chúng ta có nhân tham và nhân si. Như vậy đó, thì chúng ta sẽ tái sanh, khi mà chúng ta còn tái sanh đó, chính là cái nhân si đó là vô minh. Si vô tạm như quý phóng vật đó là cái nhân si, và cái nhân tham đó, là chính là sở hữu tham và nhân tham. Như vậy á, thì khi chúng ta tục sinh á, chúng ta có hai nhân là nhân tham và nhân si. Như vậy khi mà chúng ta tục sinh á, thì chúng ta sẽ là cái gì? Có danh tục sinh đó là cái tâm thiền, và có thức tục sinh đó là có bốn danh quẩn đó là thọ quẩn có mặt, tưởng quẩn có mặt, và những cái sở hữu trong hành quẩn. Dù là những cái chi thiền đó, tâm sở tầm, tâm sở tứ hay tâm sở hỷ, nó cũng thuộc về hành quẩn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là hành quẩn vẫn được hình thành, thọ quẩn là sở hữu thọ vẫn được hình thành, tưởng quẩn là sở hữu tưởng vẫn được hình thành, thức quẩn là tâm sơ thiền vẫn được hình thành. Và khi mà cái nghiệp thức là chính là tâm sơ thiền, đó là nghiệp thức. Quả thức đó là tâm quả sơ thiền làm việc tái tục cho một vị phạm thiên. Như vậy thì Đức Phật ngày thuyết cho cái vị này, và chúng ta biết rằng một cái người hữu duyên gặp được Đức Phật và những cái pháp này đó là những cái nhân duyên sâu sắc trong cái sự luân hồi, trong cái đạo lộ luân hồi mà những cái người hữu duyên đó họ đã muốn chấm dứt luân hồi, họ ước vọng gặp được Đức Phật để Đức Phật khai thị cho họ. Nên chúng tôi thường có một cái sự suy nghĩ rằng khi mà mình tu, mình làm thiện, mình nguyện để thành những cái vị đệ tử của Đức Phật trong tương lai, thì chính khi mà Đức Phật ngày thành tựu giác đó, thì ngày bủa cái lưới đại bi định trí lúc buổi sáng đó, ngày bủa cái lưới đại bi đó ra, ngày tìm chúng sanh có duyên. Và chúng ta là những người có duyên đó, chúng ta phải giác rớt vào cái giác vọng của Đức Phật, và Đức Phật ngài biết ngài nói cái gì để chúng ta tỉnh ngộ, và chúng ta nghe cái gì để chúng ta nối lại con đường tu. Bởi vì chúng ta vẫn còn bị vô minh, nhưng mà những cái phúc hành đó, vô tham vô sân và trí tuệ đó, mà khi mà mình ước nguyện chứng ngộ niết bàn mà nó chưa cho mình chứng ngộ niết bàn, đó là những cái chí nguyện của mình. Và khi mình gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài sẽ thuyết giảng, và tùy cái duyên của chúng ta có thể đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Chúng ta có thể trở thành những vị cư sĩ, thánh đệ tử của Đức Phật, hoặc là xuất gia thánh đệ tử của Đức Phật. Hoặc là còn tái sanh, hoặc là hết tái sanh. Như vậy thì Đức Phật, ngài nói rằng nếu mà còn cái vô minh, cái đó là chúng ta hiểu rằng vô minh chính là cái sở hữu si. Và sở hữu si đó thì hợp với 14, nó hợp với 12 tâm bất thiện. Mà hễ si có mặt đó, thì vô tàm như quý phóng vật có mặt, tham tài kiến có mặt, hoặc là hôn trầm thị miên, hoặc là hoài nghi có mặt. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, ngài là bậc pháp vương, ngài biết các cái pháp này là các cái loại lậu hoặc. Bởi pháp Đức Phật đó, có những cái pháp bất thiện đó, chúng ta phải biết đó là những cái tâm bất thiện, những cái sở hữu bất thiện, tưởng bất thiện, hành bất thiện, thức bất thiện.
Đó là những cái pháp bất thiện. Còn khi mà Đức Phật này thuyết về những cái pháp thiện đó, thì chúng ta thấy thiện dục giới hợp với những cái sở hữu tịnh hảo, thiện sắc giới hợp với những sở hữu tịnh hảo, thiện vô sắc giới hợp với sở hữu tịnh hảo, hoặc là thiện siêu thế đó hợp với những tâm sở tịnh hảo. Và như vậy đó thì thiện mà Đức Phật này thuyết giảng nó có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Như vậy thì khi một người mà chứng ngộ được thiện siêu thế đó thì trở thành vị thánh tu đồ quần, nên gọi là tăng bốn đôi tám bị á. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đồ quần, chính là cái tâm sơ đạo, sơ quả tu đồ quần, đạo quả trong 40 tâm siêu thế. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái lời dạy của Đức Phật là để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Nên chúng ta hiểu một cái điều đặc biệt là khi mà Đức Phật xuất hiện đó, rất là nhiều những vị thánh A-la-hán nghe Đức Phật thầy thuyết, rất là nhiều chứng đắc A-la-hán, rất là nhiều chứng đắc A-la-hàm, rất là nhiều chứng đắc Tư-đà-hàm, rất là nhiều đắc tu đồ quần. Chúng ta thấy Đức Phật khi mà thuyết cho vua Bình Sa Dương đó, cùng với 10.000 tùy tùng đó, nghe thời pháp đó xong đắc đạo quả. Hay là chúng ta thấy như bà Quy Sắc Ha lúc còn nhỏ, dẫn 500 người phụ nữ bé, cũng bé giống như mình vậy, vô nghe Đức Phật thuyết giảng tất cả đắc đạo quả. Như vậy thì quý vị thấy rằng ấy, những cái chúng sanh đó tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng mà những chúng sanh đó là những người đã dày công tu tập ở trong vô lượng kiếp, hay là trước cái thời kỳ Đức Phật Kassapa. Bởi thường thường chúng ta hiểu rằng chúng ta mà tu tập ở thời kỳ Đức Phật Gotama, chúng ta nỗ lực riết đó, thì giống như những cái gạo cội sẽ được Đức Phật Maitreya thuyết giảng và chúng ta chứng ngộ. Chứng ngộ ở thời kỳ của Đức Phật Maitreya. Và thường thường ta thấy rằng đối với những lời dạy của Đức Phật mà thuyết giảng cho mình nghe và mình nguyện rồi sẽ sanh ra gặp Đức Phật. Bởi vì nếu mình sanh ra mà cái thời kỳ mà không có gặp Đức Phật đó, thì chúng ta là người tái sanh không có phùng thời. Có nghĩa là Đức Phật ra đời mà chúng ta lại không sanh ra làm người trong cái thời kỳ của Đức Phật. Chúng ta sanh vào trong địa ngục, sanh vào trong ngã quỷ, sanh vào Atula, hoặc là sanh làm người tà ác tà kiến, những người bà la môn ác tà kiến, thì những người đó có gặp Đức Phật đó, thì những cái tà kiến đó, những cái ác tà kiến đó cũng chặn họ lại, làm cho họ không có thể nào thân cận Đức Phật, không thể nào vấn đạo của Đức Phật, giống như là cái người bà la môn thanh niên này gặp Đức Phật và hỏi. Và Đức Phật trả lời đó, thì vị này đã tỏ ngộ được, những cái gì mà Đức Phật ngày đã trình bày. Bởi thường thường quý vị biết rằng chúng ta đó, chúng ta tu tập đó, khi mà chúng ta chưa giải thoát đó, chính là chúng ta còn nắm bắt. Chúng ta còn nắm bắt đó, thì cái sự nắm bắt đó, đưa đến cái sanh hữu trong tương lai. Và khi mà cái sanh hữu trong tương lai đó, chúng ta có cái thân này, chúng ta có bao nhiêu cái sự khổ. Chúng ta thấy là người thân chúng ta chết nè, người thương phải xa. Rồi chúng ta sanh ra làm người, chúng ta có mắt tai mũi lưỡi, chúng ta thấy những người mà chúng ta thù hằn, hoặc là những người họ làm tổn chúng ta, làm tổn hại quyến thuộc chúng ta, làm tổn hại bà con chúng ta, hoặc là làm tổn hại thân thể ta. Nên những cái người đó chúng ta trở thành là những người thù. Bởi vì những người thù đó chúng ta cũng gặp trong cuộc đời này. Và chúng ta gặp rất là nhiều những sự bất hạnh trong cuộc đời này, như là hạn hán, lũ lụt, rồi núi lửa, rồi chiến tranh, rồi bão tố, động đất, sóng thần, sấm sét, những cái dịch bệnh, biết bao nhiêu cái chuyện đó đó. Khi mà chúng ta có cái thân đó thì có bao nhiêu cái sự xung đột với cái thân chúng ta. Chính là những cái điều mà thường thì quý vị biết rằng trong vi diệu pháp đó, là chúng ta có sắc pháp đó, thì chúng ta có sắc tứ đại, và sắc tứ đại đụng với nhau đó là cảnh xúc đó. Cảnh xúc đó là từ ra thủy đại, có nghĩa là chúng ta có lửa nóng, lửa lạnh, và chúng ta có đất để va chạm vào thân chúng ta, có gió đó thì nó lay động thân với chúng ta. Như vậy chúng ta thấy những lần mà vũ bão đó là những cái cuồng phong của tứ đại va chạm vào thân chúng ta. Rồi những cái trận cuồng phong đó đó, hay là những trận núi lửa, hoặc là những cái trận sóng thần, hoặc là địa chấn, hoặc là những cái dịch bệnh đó, thì đều là tàn hại cái thân của chúng ta.
tàn hại thân chúng ta, kia là thân chúng ta bị những cái chứng bệnh đó đến để cho chúng ta những cái chứng bệnh hiểm nghèo, cho chúng ta những cái tật nguyền, cho chúng ta nhiều cái sự khổ. Ví dụ như chúng ta thấy COVID làm cho phổi chúng ta không thở được, bệnh đậu mùa khỉ làm cho thân thể chúng ta đó có nhiều cái mục to lên, và nó sẽ có nhiều cái ký sinh, có nhiều cái vi khuẩn, nó sẽ tấn công cái thân của chúng ta, và cái thân chúng ta nó không có duy trì nổi. Nếu mà cái sự duy trì nó kém cỏi đó thì chúng ta phải chết thôi. Như vậy thì một cái người mà khi mà họ không có gian dối đó là họ nhìn được cái sự thật. Và Đức Phật Ngài nói rằng cái sự thật đó đó, khi có sanh đó thì có bao nhiêu sự khổ, dù là thai sanh hay pháp sanh hay quá sanh. Chúng ta thấy như là Thiên Chủ Đế Thích vẫn bị xung đột với Atula. Atula đó mà đông đánh Thiên Chủ Đế Thích. Và chúng ta thấy ở trong Kinh Tương Ưng cũng có những cái phẩm tương ưng, tương ưng Đế Thích. Và trong đó nó có nhiều cái trận hỗn chiến giữa chư thiên và Atula. Như vậy thì Đức Phật á, Ngài biết được á, khi mà chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có tâm đó, thì chúng ta có sự xung đột, đó là những cái tâm sân. Và chúng ta có những cái thích thú, đó là những cái tâm tham. Và chúng ta có những cái mà chúng ta không biết, đó là tâm si. Vì cái tâm si đó là vô minh đó, làm cho chúng ta ở trong những cái sự khổ đau mà chúng ta không có trực diện được, không có nhận diện được cái sự khổ đau khi mà hiện hữu mang lại cái sự khổ đau. Và chúng ta cho đến lúc nào đó chúng ta tu mà cái tuệ giác, cái tuệ mà cái tuệ giác mà nó có đó, để chúng ta nhìn nhận sự thật. Bởi vì quý vị biết một cái người tu phàm tuệ, tuệ cao nhất là tuệ hành xả. Và cái tuệ hành xả mà có đó, nó phải qua cái tuệ yếm ố, kinh hải, quả hoạn, dục thoát. Có nghĩa là chúng ta sanh trong đời đó, có những lúc chúng ta tu á, chúng ta tĩnh tâm chút xíu á, chúng ta thấy cái thân thể chúng ta nó có nhiều cái hiểm họa. Có nghĩa là nó hiểm họa, nó đói khát, nóng lạnh, rồi mũi mồng, rồi lũ lụt, thiên tai, bệnh dịch á, nó làm cho chúng ta kinh hoàng. Và cái sự kinh hoàng đó, chúng ta cũng thấy rằng khi mà chúng ta chết đó, nó không phải là chết là hết quý vị. Chết rồi chúng ta lại phải tái sanh. Nên Ngài Tịnh Sự, Ngài có phổ có thơ trong cái 12 nhân duyên, Ngài nói rằng năm nhân quá khứ lớn thai đó, năm quả hiện tại đời này có ra. Bây giờ nhân cũng năm mà, về sau quả lại thì là cũng năm. Năm cái quả hiện tại đời này có ra, có nghĩa là chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Năm cái quả hiện tại này đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đó, chúng ta có muốn làm cái gì đó, nhiều khi chúng ta biết có nhiều người họ tu họ cũng hiểu, rồi nhiều khi họ hiểu sai đó, có nghĩa là rồi cũng chết, nên nhiều khi họ lười biếng, họ không có nỗ lực, cái đó là cái hiểu sai. Hiểu sai là tại sao? Tại vì mình đó, có cái khổ của cái thân này, nhưng mà cái khổ này do tham ái và sân hận. Có nghĩa là mình không hiểu được cái hình thành của lòng tham, và mình không hiểu được cái sự phẫn nộ của lòng sân, và mình không hiểu được cái nhân của cái tâm si. Như vậy thì khi nào đó mình hiểu rằng cái thân này có đó, thì mình vẫn phải ăn uống, mình không có khổ hạnh, cũng không có lợi dưỡng. Vì hạnh và lợi dưỡng đó là cái bài kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật Ngài nói về hai cái cực đoan. Khổ hạnh đó là mình hành hạ thân này, mà lợi dưỡng là cái lòng tham ái, mình dung dưỡng cái thân này. Như vậy là hai cái cực đoan này đó đều là con đường, không phải là con đường trung đạo. Là cái con đường trung đạo Đức Phật Ngài nói kiến sanh, tịnh sanh, nhãn sanh, trí sanh đó, là Ngài dạy cho cái người đó phải có hiểu được cái chánh kiến đưa đến sanh y, và chánh kiến đưa đến đạo chi. Chánh kiến đưa đến sanh y á, là mình phải nhờ cái phước. Bởi vì cái tâm thiện tục sinh đó, tâm thiện có trí đó, có nhân vô tham, vô sân và trí tuệ đó, là phải do cái phước mới tục sinh làm người thanh nhân được. Chúng ta phải bố thí, phải trì giới, phải xuất gia, phải tu thiền, phải trí tuệ, phải tinh tấn, phải chân thật, phải tham nhẫn, phải từ tâm, phải chí nguyện, phải hành xả. Phải chúng ta phải có những cái ba la mật đó đó. Chính là cái nhân của phúc hành đó, nó mới chụp tụng được vô minh. Bởi vì chúng ta tục sinh đó, chúng ta có trí đó,
thì chúng ta mới tu chứng thiền sắc, thiền vô sắc, chúng ta chứng được thiền định, thần thông, tánh trí. Nhưng mà nếu chúng ta tục sinh làm người ly trí đó thì chúng ta không thể nào chứng thiền được, không thể chứng đắc đạo quả được. Như vậy khi một người mà làm phước á, mà hiểu sai đó, thì làm phước ly trí thì không có trí, mà làm phước phải hiểu đúng có trí. Trí này là trí ba la mật, à, bố thí ba la mật, bố thí để từ bỏ cái sự tham ái, bố thí để từ bỏ sự chấp thủ. À, người ta đó thì người ta chấp thủ, à, nên người ta mới sanh làm ngã quỷ, à, do cái bỏng sẻn nên họ chấp thủ, và họ chấp thủ của cải đó, họ không nuôi vợ, không nuôi con, không nuôi cha mẹ, không nuôi tôi trai tớ gái, không nuôi sa môn bà la môn, mà họ với cái tâm mà tham ái dính mắc như vậy đó, chấp thủ như vậy. Còn một cái người mà khi mà họ tu ba la mật đó, họ nghĩ rằng mình hành trì để dứt trừ tham ái ở trong sắc thọ tưởng hành thức. À, tại vì mình dính do tham ái, mình dính mắt. Bây giờ mình phải tạo cái nhân trí, à, cái trí đó để thấy được cái tham ái dính mắt. Và cái trí đó từ từ, cái trí này nó có những cái vượt lên. À, bởi vì từ cái yếm ố trí hay kinh hải trí, quả quạng trí, dục thoát trí đó, là cái trí thấy sự sanh tử luân hồi là khổ. Nhưng mà thấy với có trí, không phải là thấy với cái sự si mê. Thấy với sự có trí có nghĩa là do cái ái nó sanh ra cái sự chấp thủ. Do ái nó sanh ra sự chấp thủ trong tài sản, danh sắc, địa vị, quyền lực, tiền tài, vật chất, của cải, vật nhỏ, vật lớn, vật trong, vật ngoài. Như vậy thì một cái người khi mà họ thấy ái là sắc ái là như vậy, dục ái là như vậy, sắc ái là như vậy, vô sắc ái là như vậy. Thì lúc bấy giờ đó cái tâm không còn cái sự dính mắc nữa. Chính Đức Phật á, ngài nói cho cái vị Bà La Môn này hiểu đó, cái vị Bà La Môn này hiểu đó, có nghĩa là một cái người mà khi họ có vô minh á, họ không có thấy được cái sự luân hồi sanh tử trong tam giới, và họ không thấy được cái sự cao thượng của diệt trừ vô minh là cái chánh tri kiến. Cái chánh tri kiến đó chúng ta thấy, chánh tri kiến đó nếu mà được tục sinh á, làm người tam nhân á, cũng phải tục sinh bằng cái tâm thiện hợp trí. Và cái tâm thiện hợp trí đó cộng với cái nhân hiện tại này, sự nỗ lực hiện tại là tu tập, chỉ quán, xâm tu, hoặc là tu tập đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Và luôn luôn nỗ lực để chấm dứt cái sanh hữu. Chứ không phải là chúng ta lười biếng, hoặc là không phải là chúng ta trốn tránh, mà chúng ta phải nhận diện được nó. Nhận diện được cái khổ của sắc, của danh. Cái khổ của sắc, của danh. Bởi vì khi nào mà nhận diện cái khổ của sắc, của danh đó, chúng ta mới nhàm chán danh sắc. Bởi vì danh là gì? Danh là cái tâm của chúng ta. Bởi vì cái tâm chúng ta nó cũng rất là rối rắm. Ví dụ chúng ta muốn ngủ nó lại không chịu ngủ, chúng ta muốn khỏe nó lại không khỏe, chúng ta muốn ăn được nó lại không ăn được, chúng ta muốn đi đứng được thì nó lại không đi đứng được. Tại sao? Tại vì cái sắc pháp của chúng ta đó, nó do cái nghiệp chi phối. Chúng ta có nhiều khi ăn uống bệnh hoạn do vật thực, bệnh hoạn do tâm, bệnh hoạn do nghiệp, bệnh hoạn do thời tiết. Như vậy thì khi mà cái nghiệp ác á, nó trổ sanh á, thì chúng ta sanh ra những cái chứng bệnh. Và những chứng bệnh đó chúng ta không có làm gì mà hết được. Và chúng ta hiểu rằng có sắc á, thì phải chịu cái khổ của sắc. Và những cái tâm á, là những cái thành phần biết cái sự sinh hoạt của sắc. Bởi chúng ta khi mà chúng ta nói cái khổ thân á, chính là cái tâm thân thức thọ khổ. Cái tâm thân thức thọ khổ. Chứ cái thân á, chúng ta nếu mà cái tâm chúng ta không nương vào đó, thì chúng ta thấy giống như một cái người chết vậy đó. Mình có đánh đập gì cái người chết, họ đâu có biết than đau. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái tâm nó nương gá vào cái thân, và khi cái thân á, có cảm thọ khổ đó, thì cái tâm chúng ta đó, chúng ta không khéo thì cái tâm chúng ta thọ ưu. Và chúng ta than thở, chúng ta oán trách, chúng ta buồn rầu, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, thì những cái trạng thái đó là những cái trạng thái của tâm sân thọ ưu. Như vậy á, thì khi một người mà hiểu được cái khổ của thân, của tâm như vậy đó, thì tu để làm gì? Để từ bỏ cái sự sanh tử. Nếu mà có cái nhân sanh đó, thì phải từ bỏ cái nhân sanh đó để trở thành vô sanh. Bởi vì chính tham ái là tập đế. Mà nếu mà đào bỏ được tham ái đó thì chúng ta không có luân hồi. Và thường thì chúng ta thấy rằng cái tâm tham đó,
Nó phải có sở sở hữu tham là nhân tham, nhân tham ở trong tám tâm tham. Và nếu mà chúng ta diệt được tà kiến á, chỉ là bốn tâm tham hợp tà thôi, nhưng mà sở hữu tham nó còn hợp với bốn tâm tham ly tà nữa. Như vậy á, thì chúng ta vẫn còn những cái kiến chấp á, ở trong ái sắc, ái vô sắc, hoặc là ngã mạn vô minh, hoặc là phóng dật, nó vẫn còn. Hãy nó vẫn còn như vậy đó, thì danh và sắc á, nó vẫn những cái phiền não. Chính danh và sắc phiền não đó là gì? Đó là chúng ta gọi là những cái tâm bất thiện, đó là những cái sở hữu bất thiện. Và như vậy á, tâm và sở hữu bất thiện thì nó sẽ có cái nhân phiền não đó, mà chúng ta gọi là những cái phiền não, thập phiền não, hoặc là thập kiết sử, hoặc là lục thất truyền, hoặc là thất tùy miên rồi đó. Thì chính là những cái pháp bất thiện thôi quý vị. Nên Đức Phật này nói khi mà cái tâm á, mình còn dính mắc á, chính là cái tâm tham. Sở hữu tham là cái sự dính mắc vào cảnh. Cảnh đó là cái cảnh mà tâm chúng ta biết được, dù là cảnh thiền sắc hay là cảnh thiền vô sắc. Tâm chúng ta đó là những cái tâm thiền đó quý vị. Thì chính bản chất của nó cũng giống như là Chư Tăng thường nói đó. Sống á, thì từ trong nước mà có. Nếu mà bỏ, nếu mà nó không có sống á, thì đừng có nước thì phải không có sống. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta có những cái sanh hữu đó, là chính là những cái sự chấp thủ có. Giống như là nước biển mà có sống vậy đó. Ái thì nó phải có thủ thôi. Nếu mà nói rằng không có ái thì sẽ không có thủ. Nhưng mà nếu có ái thì sẽ có thủ. Có thủ giống như có nước thì có sống vậy đó. Tại vì nước nó yên lặng, nhưng mà do cái sự tác động của gió nó sẽ làm cho thành sống. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong thế giới này, lửa đó khi đốt đó, thì gió nó sẽ tới, và những cái trận cuồng phong đó, những quảng, trận quả quạng nó sẽ tới quý vị. Thường thì quý vị thấy, nếu nói trong khoa học, khi mà đốt nó hút không khí lên, và những không khí khác nó tràn tới, nó tạo thành gió. Như vậy thì Đức Phật này biết cái sự khổ đó, nó không ngoài cái thân này. Và cái người mà mong mỏi sanh làm chư thiên đi, thì cái gì sanh làm chư thiên, cái gì là quá sanh, chính là ái trong các cái thiện nghiệp. Ái trong các thiện nghiệp, bệnh mình gọi là phúc hành đó. Phúc hành đưa đến cái sự tái sanh trong cõi dục giới, chính là những cái tâm thiện dục giới tịnh hảo đó, thì nó đưa ra những cái tâm quả dục giới tịnh hảo để tái sanh về bảy cõi vui dục giới tịnh hảo. Như vậy thì Đức Phật đó, ngài biết được đó, một cái người mà khi mà họ mong mỏi cõi dục, họ làm với sự mong mỏi, và họ sanh đó, ra có danh sắc đó, thì theo cái phước báo công đức của họ, những cái nhân lành của họ, giống như một người mà họ rải lúa vậy đó, thì họ sẽ nhận lại những cái lúa đó khi mà nó lên, và nó sẽ cho ra cái lúa chín, thì người đó sẽ thu hoạch. Thì chính đó, chúng ta tạo nghiệp đó, và nghiệp đó, nó chi phối chúng sanh là như vậy. Ở trong đó có nghiệp thiện cũng có, nghiệp bất thiện cũng có. Như vậy thì khi một cái người mà còn đó, cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện đó, chính là do những cái nghiệp thủ đó, dục thủ hay là kiến thủ, hay là giới cấm thủ, hay là ngã chấp thủ. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, ngày thuyết giảng về cái giáo lý tập diễn duyên đó, nếu mà hai góc bậc tâm đó, luân hồi ba cõi nương nằm ở đâu? Cái gốc quá khứ là vô minh, cái gốc hiện tại là ái. Bởi vì chúng ta thấy thọ nó duyên cho ái. Nếu mà cái người tu tập đó, thì thọ nó duyên cho tịnh tính. Có nghĩa là chúng ta có tính niệm tàm quỷ vô tham vô sân hành xả, thì chúng ta có phúc hành, chánh kiến đưa đến sanh y. Còn nếu mà cái chánh kiến này đó, nó nương tựa hay là nó hợp với siêu thế đạo đó, thì chánh kiến này đưa đến đạo chi. Chánh tư duy cũng vậy, chánh ngữ cũng vậy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định cũng vậy. Nó hợp với cái tâm siêu thế thì nó đưa đến đạo chi. Nhưng mà nó hợp với cái tâm thiện dục giới thì đưa đến sanh y. Có nghĩa là những cái điều đó Đức Phật này dạy một cái người hiểu được pháp đó, là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là hiểu được những cái thiện nghiệp rồi mình tạo những cái thiện nghiệp. Rồi từng tự những cái thiện nghiệp này, giống như Đức Phật này dạy đó, điều thiện nhỏ chớ kinh tưởng phước đặng chẳng đến mình, bậc trí thiện dòng chứa như nước nhỏ đầy bình. Những cái giọt nước đó, từ từ rồi nó cũng đầy bình.
Nhưng mà rồi Đức Phật này cũng giảng điều ác nhỏ chứ kinh tử quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng tràn đầy. Người trí cũng chứa đầy đầy thiện do chất chứa dần dần, mà người ngu chứa đầy ác do cũng do chất chứa dần. Chính là chúng ta làm những cái tâm bất thiện đó, một lần chúng ta làm một tâm bất thiện, tâm bất thiện, tâm bất thiện, tâm bất thiện. Và tâm bất thiện đó, nó có bảy cái động lực, bảy động lực để cho hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Nếu mà chúng ta khởi lên những cái tâm bất thiện đó thì thường thường mình học những vi diệu pháp gọi là cái lộ tâm rất lớn, rất lớn, chót na cảnh hoặc là chót động lực. Thì chính là những cái động lực thiện, bất thiện. Ví dụ bất thiện là 12 tâm bất thiện. Thiện là dục giới là 8 tâm thiện giới. Thiện sắc giới là 5 tâm thiện sắc giới. Thiện vô sắc giới là 4 tâm thiện vô sắc. Và thiện siêu thế đó, thì Đức Phật gọi là nghiệp không có trắng đen. Người đó nghĩa là khi mà tu tập chứng ngộ được niết bàn đó, thì người đó sẽ không còn phải luân hồi trong những cái cõi khổ tương ứng với cái tâm sơ đạo. Trong 4 đọa xứ không còn tái sanh nữa. Hoặc là tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo đó, thì tùy theo những cái tâm này và vị này còn thọ sanh được mấy lần nữa. Còn thọ sanh 7 lần, hoặc là thọ sanh 1 lần, hoặc là sanh về 5 tịnh cư thiên, hoặc là vô sanh. Như vậy thì Đức Phật đó, Ngài thuyết lên những cái pháp đó, những cái pháp này không có lẫn lộn. Một cái pháp không có lẫn lộn là Ngài chỉ do cái sự hiểu biết tường tận. Khi nào còn muốn tái sanh, dù là quá sanh làm phạm thiên hay chư thiên, thì cũng ái thủ thì phải duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh. Bởi vì chúng ta nói ái thì chúng ta ưa thích, thì chúng ta ưa thích cái gì? Có nghĩa là chúng ta ưa thích một vật gì đó thì vật đó có mặt thì chúng ta gọi là thủ. Thủ và vật đó có mặt gọi là hữu thôi. Hữu thì sẽ đưa đến cái sanh, có nghĩa là phải có một cái vật gì nó hiện hữu. Như vậy sẽ đưa đến cái sự sanh hữu trong tương lai. Như vậy thì những cái điều đó Đức Phật này nói, và một cái người mà hiểu được đó, từ cái tuệ văn đó mình hiểu được, qua cái tuệ tư làm suy tư hoài hoài trong cái sự luân hồi. Lúc nào đó mình tu tập những cái đề mục, lúc nào đó mình suy tư về những Phật ngôn, thì mình sẽ có cái tuệ tư. Cái tuệ tư này đó, cho đến lúc nào đó cái chín mùi thì có cái tuệ tu, đó là tâm sơ đạo sanh khởi. Như vậy thì một cái người mà muốn chứng ngộ được đó, phải có cái tuệ văn là hiểu biết học hỏi. Rồi hiểu biết học hỏi phải suy tư, rồi phải suy tư trên cái lời dạy của Đức Phật, suy tư về những cái pháp thiện, suy tư về những cái mầm mống của sanh tử luân hồi để mình nhàn chán. Nếu mình không có suy tư đó, mình cứ nói khổ thì từ đâu có. Khổ thì chính do tham ái mà có. Nhưng mà nếu mà ái mình ưa thích đó, thì mới có khổ thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có ưa thích tất cả những loại ái nào thì mình sẽ không có khổ. Vì không có ái thì không có thủ, không có hữu, không có sanh. Còn hễ có ái chính là mình ái. Ái trong những cái đề mục thiền, hoặc ái trong những cái thiện nghiệp thì nó sẽ đưa đến sanh hữu trong tương lai. Như vậy thì mình giống như mà mình còn mong mỏi thì còn tái sanh. Nên thường thường Đức Phật nói là hễ người nào còn chấp thủ thì còn dao động. Mà hễ còn dao động thì tâm không được khinh an. Mà tâm không có khinh an thì có hy cầu. Có hy cầu là có khứ có lai. Có hy cầu là có mong mỏi đó. Có mong mỏi thì có khứ có lai, có đời này có đời sau, có hai đời, có sanh có tử. Như vậy thì chính Đức Phật Ngài nói rằng không chấp thủ thì không có dao động. Không có dao động thì tâm được khinh an. Tâm khinh an thì không có hy cầu. Mà tâm không có hy cầu thì không có khứ, không có lai, không có đời này, không có đời sau. Như vậy thì Đức Phật này muốn trả lời cho cái người thanh niên này đó. Hễ có chấp thủ thì có dao động thôi. Nhưng như là tâm mà có chấp thủ thì phải có dao động. Dao động là mình, cái tâm mình đó, nó bị cái sự tác động của những cái nghiệp hữu đó. Tác động của những cái ưa thích đó, nó tác động. Hễ tác động thì có ưa thích thì có chấp thủ thì có dao động, có dao động thì tâm không có khinh an, tâm không có khinh an thì có hy cầu, có khứ có lai. Nhưng mà nếu mà tâm không chấp thủ thì không có dao động, không có dao động thì tâm được an, tâm khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ, không có lai, không có đời này, không có đời sau, không có hai đời. Chính Đức Phật á, Ngài nói như vậy đó để thấy được
cái người nào có dao động á, thì chính cái sự dao động giống như là nước, nước có sóng, nước có sóng thì nó sẽ có những cái con sóng lớn. Còn nếu mà nước đó yên lặng đó, thì cái sự yên lặng đó, đó nó không có mang cái mầm mống hiểm họa, không mang mầm mống hiểm họa. Một cái người mà tâm đó, không có vọng động đó, không có bị vọng động bởi tham sân si đó, là không có làm khổ chúng sanh, không làm khổ mình, còn người đời này đời sau. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng một cái người hiểu được như vậy đó thì cái tâm nó sẽ lần lần hiểu được cái nhân của mầm mống sanh tử, và lần lần tỏ ngộ được, thấy được cái sự chấp thủ nào đó cũng đưa đến sanh thủ, và cái sự chấp thủ nào cũng đưa đến sự khổ đau trong tương lai. Chỉ có từ bỏ sự chấp thủ thì không có đưa đến cái sự đau khổ trong tương lai mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị Bà La Môn này hiểu hiểu sai, chấp lầm, và Đức Phật ngài muốn mang lại cái sự hiểu đúng và mang lại cái hướng tâm với cái hạnh nguyện mà mình đã muốn gặp Đức Phật, và với cái sự chứng ngộ của Đức Phật mình muốn chứng ngộ, và với cái sự chấm dứt luân hồi mình muốn chứng ngộ. Bởi khi một người chúng ta có một cái thân rồi đó, chúng ta thấy từ lúc trẻ đến lúc già thì chúng ta vật lộn, cho đến lúc bệnh thì chúng ta chết, chết thì chúng ta phải tái sanh. Và cái điều đó là một cái sự thật mà tất cả người tu đó phải hiểu. Phải hiểu như vậy đó, phải có cái sự suy tư khổ của danh sắc thì mình mới rũ bỏ được cái tham ái trong cái sự tái sanh. Còn nếu mà mình chưa thật sự nhận diện được điều này đó thì mình sẽ còn lang thang. Lang thang trong kiếp luân hồi, tìm không ra kẻ xây ngôi nhà này đó. Khổ thai phải tái sanh. Có nghĩa là mình không tìm ra được người xây ngôi nhà này thì mình phải khổ tái sanh thôi. Bởi vì lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp kẻ xây ngôi nhà này, khổ thai phải tái sanh. Bây giờ phải tìm ra được ngôi nhà này, cái người làm ngôi nhà này chính là ái, cái gốc hiện tại là ái, cái gốc quá khứ là vô minh. Bởi chúng ta thấy vô minh là có thức đi tục sinh, rồi thọ là có ái là cái nhân hiện tại. Hãy ái nhân hiện tại thì thủ là nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại thì hữu là nhân hiện tại, hữu là nhân hiện tại thì có vô minh và hành. Tại vì cái tâm nào nó cũng phải có hành quẩn thôi, phải có vô minh là tâm sở si thôi. Như vậy thì chúng ta có đủ ngũ quẩn thì chúng ta hãy có sự sanh tử, chính là ngũ quẩn hình thành. Và chúng ta không tìm thấy được người nghĩa sơn xây ngôi nhà này chính là ái. Ái, nếu mà chúng ta từ bỏ tất cả ái thì chúng ta sẽ dứt bỏ tất cả thủ. Nếu mà chúng ta dứt bỏ tất cả thủ đó thì chúng ta sẽ không có sự chấp sanh hữu, và không có sự sanh hữu đó thì không có thai sanh, loạn sắp sanh, quá sanh, và không có một loại sanh nào hết thì chúng ta không có tất cả sự khổ đau. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì con đọc cái bài học và con cũng suy nghĩ về cái bài học này, và con trình bày theo cái ý nghĩa chi pháp và cái phần ý nghĩa hiểu biết của mình. Bây giờ thì con cũng thấy vừa với thời gian, còn lại thời gian để ngài hòa thượng dắt đẳng hỏi ngài hòa thượng Tệ Siêu hoặc là các vị chư tăng tham gia thảo luận. Là phước là phát sanh được trong thời pháp thoại này, kính dâng lên với ngài, chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên. Bây giờ thì con xin đảnh lễ quý hòa thượng và thỉnh ngài hòa thượng dắt đẳng trở lại đi. Sa thú kính dâng thầy tổ pháp đằng với pháp thoại vừa rồi. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, khi nãy có được nghe biết là hòa thượng Tệ Siêu hôm nay ngày là vì cả ngày đến hơi mệt, do đi thuyết pháp nhiều nơi nên thỉnh hòa thượng Tệ Siêu đi nghỉ. Và bây giờ thì xin mở đầu phần thảo luận hôm nay với thượng tọa pháp tân. Nếu thượng tọa pháp tân đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết để chúng ta bắt đầu đi vào phần thảo luận. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa, thượng tọa pháp tân có một điểm mà trong đạo Phật mới nghe thì không khó hiểu, nhưng mà thực sự không phải dễ dàng để người đời có thể cảm nhận được, đó là sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại đó được xem như là một ở trong những điểm trọng yếu của đời sống chánh niệm, của đời sống không truy cầu quá khứ,
không vọng tưởng tương lai, gọi là không có khứ lai. Nhưng mà người đời thì có cảm nhận rằng họ đang vật vã với mưu sinh, với công ăn việc làm, với vợ, với con, thì họ nghĩ rằng họ đang sống với hiện tại. Và khi nghĩ về những người tu đó, thì họ nói rằng những người tu là tu cho kiếp sau, tu cho trở thành thế này, trở thành kia, thì họ nói rằng người tu đó mới là sống, không sống trong hiện tại. Còn những người cư sĩ ở bên ngoài mà đang vật vã với mưu sinh đó, mới là người thực sự sống trong hiện tại. Thì cái quan niệm đó, cái nhìn đó đó, nên được chúng ta giải thích như thế nào? Và chúng ta làm sao mà để thấy được rằng sự tu tập chân chính, sự tu tập đúng nghĩa chính là sống trong hiện tại, cái tính thiền tội pháp tịch. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Tượng Tòa Pháp Đẳng, Tượng Tòa Minh Mạng để được tự trì, được tự đức cùng Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và ở đây thì con nghĩ rằng là người ngoài đời ấy, thì thường thường là người ta kỳ vọng ở tương lai cũng rất là nhiều. Người ta có thể suy nghĩ, rồi người ta có thể nghĩ rằng đó là tương lai họ phải như thế này hoặc thế kia. Nhưng mà rồi đó thì họ lại có cái cách đó là bây giờ họ ráng học hành hoặc là củng cố cái kiến thức để rồi họ có cái khả năng, cái kỹ năng để họ sống ở trong đời này, họ làm ra của cải vật chất, của cải vật chất. Hiện tại thì họ đang làm đó chứ, họ đang làm để tạo ra cho tương lai. Cái tương lai đó là cái tương lai của họ, họ nghĩ là có, họ nghĩ có. Giống như là trong kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài có dạy đó là có hai cái sự tầm cầu. Một là cái sự tầm cầu của Bậc Thánh và cái tầm cầu không phải Bậc Thánh. Thì với một cái người nghĩ, cái người nghĩ mà gọi là mình nghĩ sống ở trong hiện tại, hiện tại bằng cách là tạo dựng ra tài sản của cải để rồi đầu tư cho tương lai, tương lai phải như thế này thế nọ, họ nghĩ tưởng hoặc là họ mơ tưởng đến những cái cảnh mà mình nghĩ rằng ở tương lai họ là cái người già, có con cháu đầy đủ, có tài sản đầy đủ, có nhà cửa đầy đủ, có người thương yêu, có người lo lắng, tất cả nhiều thứ. Từ ở cái tiền bạc hoặc là từ những cái gì mà họ đóng góp vô, họ tạo dựng ra từ cái kiến thức, nghề nghiệp, tài sản cho đến con cháu, rồi thậm tế cái những cái tài sản mà mình nói như là nhà cửa, rồi tất cả là cái kia đó, thì họ đang tầm cầu đó. Thì cái tầm cầu đó là tầm cầu gọi là phi bậc thánh. Cái mà người ta nghĩ rằng họ có, trâu ngày xưa thì gọi là trâu bò hay hoặc là ruộng đất, là một cái gì đó, là một cái tài sản quý họ để lại, họ mong là họ sẽ để lại, họ tầm cầu những cái thứ đó, hay hoặc là trong cái gia đình, con chồng con, thì những cái có những cái thứ, thì họ cái thứ đó là những cái thứ mà họ nhưng mà chính cầu đưa luôn lại nhìn nó cũng phải chưa có phải hoàn toàn đúng ở trong cái lý nghĩa của Phật pháp nha, cái lý nghĩa của Phật pháp. Bởi vì theo Phật pháp á, thì cái mà mình mong muốn để được sở hữu, để tầm cầu để mình có được cái sự sở hữu cái này cái kia đó, thì cái đó nó vô hình dung nó sẽ
kéo mình ở trong cái đời sống luân hồi. Và chính có những cái đó, lạc thì nó cũng có đó, nhưng mà cái khổ nó không phải là không có. Bởi vì có những cái thứ đó thì đó là sự ràng buộc, đó là sự trói trăng, hay là đó là sự luân hồi khổ đau. Trước mắt là chúng ta cứ tái hiện ở trong đời sống luân hồi, rồi sanh già bệnh chết, rồi cầu muốn không được thương yêu xa lìa, những thứ này thứ kia rất là nhiều. Riêng về cái việc mà chúng ta nói ở trong kinh, mà như trong kinh dạy đó, là sống trong thực tại. Cái thực tại này đó là không phải là những cái gì mà người ta nghĩ thường thức như ở bên ngoài người ta nghĩ, mà thực tại đó là cái sự soi chiếu quán thấu bằng với cái đời sống chánh niệm. Bởi vì người tu cũng hiểu rõ rằng là Phật dạy rằng cái nguyên nhân để đưa đến sanh tử luân hồi đó là phiền não, đó là tham ái, đó là vô minh, đó là chấp thủ, nhiều thứ trong đó. Cho chính cho cái đó đó là cái nhân để tạo ra cái đời sống luân hồi. Chúng ta nhiều khi chúng ta hành động, chúng ta đầu tư, chúng ta tạo tác ra, chúng ta tầm cầu ra đó, thì từ ở do cái tầm cầu bị chi phối của vô minh, do cái sự tầm cầu mà do bị sự chi phối của tham ái, hay hoặc là do sự tầm cầu mà bị chi phối của sự chấp thủ. Nó khác với một người mà sống thực tại đó là bằng với cái đời sống chánh niệm của mình. Bởi vì mình hiểu rằng chỉ có cái điều đó là cắt đứt cái phiền não, tận diệt được vô minh, tham ái, chấp thủ, thì mình mới không có chấm, không có tái gì hiện luân hồi, không còn phiền não, thì mình mới không có đầu tư tạo tác ra theo cái cách mà người ta nghĩ. Cái thông thường là nghĩ là mình sở hữu cái này, sở hữu cái kia, đó là sống trong thực tại để rồi mơ ước tương lai như thế này. Cho nên ở trong kinh Nhất Dạ Hiện Giả đó, thì Phật cũng có dạy đó là quá khứ thì không nên tri tầm, không có tri tầm. Bởi vì chuyện gì nó đã qua rồi. Những cái chúng ta nói qua, khi mà nói đã quá khứ thì những cái việc nó đã qua, có thể là nó đã qua đã lâu, nói về mặt thời gian rồi, hoặc nó mới diễn ra trong tích tắc đó thôi, nhưng mà nó cũng đã qua rồi. Rồi tương lai đó là mình không nên ước vọng. Bởi vì cái ước vọng của mình, cái ước vọng mà mình nghĩ là mình sở hữu, cái ước vọng là mình tầm cầu cho cái hiện hữu bằng cái sự tạo tác của chính mình, thì cái sự tạo tác đó đó, nó vô, nó làm cho cái đời sống của mình nó kéo dài cái luân hồi. Cho nên là Đức Phật dạy mình là không nên mình quy tầm, tri tầm quá khứ, và cũng không nên ước vọng ở tương lai, mà chỉ biết cái pháp hiện tại. Pháp hiện tại là gì? Đó là sống trong thực tại. Mà sống trong thực tại có nghĩa là mình có chánh niệm tỉnh giác để mà mình quán chiếu những cái gì đang diễn biến từ ở nơi thân tâm mình. Bởi vì trong cái suy nghĩ của mình, cái ngã chấp đó, nó dính liền với cả ở trong cái suy nghĩ của mình, nó dính liền ở trong cái ngũ quẩn của chính mình, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thường thường đó là mình nói rằng tôi buồn, tôi vui, hay tôi đau khổ, hay tôi hạnh phúc. Rồi có khi thì mình lại nghĩ rằng là người đó làm tội mình, hay người đó làm lệ lạc cho mình. Thì hả, cái khi mà mình nghĩ ai làm tội cho mình thì mình khổ đau, hay là mình sân hận, mình khó chịu. Nhưng mà ai nghĩ là ai làm lợi lạc cho mình thì mình nghĩ đó là hạnh phúc, đó là niềm vui của mình. Nhưng mà sự thật là những cái đó chúng ta thấy rằng là đều trong cái dễ dàng bị rơi vào trong cái tình trạng ngã chấp. Và chính cái ngã chấp đó là khổ đau. Nhưng mà cái người tu tập là sống trong thực tại, không phải là mình ở mức tương lai. Sự thật ra cuộc sống này đó, nó vẫn phải tiếp diễn khi chúng ta còn phiền não. Và còn dù là mình không có mơ ước tương lai đi nữa, thì phiền não nó do cái phiền não còn, cho nên là chúng ta có tạo tác thì chúng ta có sự hiện hữu ở trong tương lai.
Và mình sống trong thực tại này đó có nghĩa là mình đời sống chánh niệm, quán chiếu thấy rõ được cái sự biến hoại, cái sự thay đổi của thân và tâm mình. À, cái thấy này đó nó không phải là thấy qua cái sự già nua không, không phải, mà thấy cái sự sanh diệt đó. Mà để có cái sự thấy cái sự sanh diệt của thân và tâm của mình á, thì mình cần phải có chánh niệm. Đến một lúc nào đó thì cái chánh niệm này nó đủ lớn mạnh á, thì nó trở thành cái tuệ giác để chúng ta đoạn trừ cái ngã chấp, bỏ đi cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, để từ đó chúng ta có cái phản ứng từ nội tâm, đó là không ưa, không thích, hay là ham ưa thích gì đó, hay hoặc là một trạng thái bình thản, hết sức là bình thản. Nhưng mà rồi đó thì cái điều đó nó cũng đều liên quan đến cái ngã chấp của mình hết, liên quan tới cái ngã chấp. Cho nên Đức Phật dạy là cái người quán chiếu đó là thấy trong thực tại, thấy bằng cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó là cái đời sống chánh niệm nó giúp cho mình có được an lạc. Bởi vì trong cái thế thường đó thì tâm của chúng ta nó xáo động lắm, nó chao động, nó phan duyên theo trần cảnh rất là nhiều. Và trong cái sự phan duyên theo trần cảnh thì cái nội tâm nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái bất an, luôn luôn có cái trạng thái bất an. Và chỉ có khi nào mà cái nội tâm mình được định tĩnh, cái đời sống chánh niệm mình có, mình thấy được cái này nó sanh diệt, cái cảm thọ của mình ra sao, mình thấy như vậy thì nó mới có thể ngăn ngừa được, và nó chặn cái sự tham ở trong đời sống. Thì cái điều đó rất là quan trọng, cái điều đó rất là quan trọng. Thấy xong thực tại đó thì mới là quan trọng. Bởi vì khi mà mình loạn động thì biết bao nhiêu cái phiền não nó sẽ xảy dấy lên. Khi một người có chánh niệm, một người có định tâm thì cái người đó không có sự loạn động và phiền não cũng khó bao giờ dấy lên. Và tức là ở trong hiện tại, cái người mà có chánh niệm họ đã có được cái sự an lạc. Và nếu như một người mà có chánh niệm như vậy đó, thì nếu mà họ còn cái nhân gốc của phiền não đó, còn phải tái sanh đó, luân hồi, thì họ cũng là cái người có chánh niệm cũng tái sanh cảnh giới an lạc. Còn nếu mà đủ cái tuệ giác để mà chứng ngộ đó, thì họ có cái khả năng để cắt đứt cái phiền não, đoạn trừ phiền não. Nói như vậy, từ cái lúc mà chánh niệm, từ cái giai đoạn mà chánh niệm để mà có một cái tuệ giác, để mà mình gọi là cái tuệ giác của chính đạo quả của một vị thánh nhân ấy, thì nó cũng phải trải qua nhiều cái giai đoạn, cái công đoạn rất là nhiều, chứ không phải là chỉ nó một bước một là tới đâu, và một bước nào đến một bước một là đến nơi đâu, mà cần phải trải qua nhiều cái giai đoạn của tiến trình tu tập, để tiến trình tu tập. Và đến lúc nào thì mình có được cái tuệ giác thì rõ ràng là mình cắt đứt đi cái phiền não. Rồi khi mà cắt đứt đi phiền não thì mình không có luân hồi tái sanh nữa. Sự thật ra đó thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái tầm cầu mà của một người phàm phu đó là tầm cầu có sở hữu cái này, sở hữu cái kia. Mà quý vị biết rằng mình hiểu rằng là nó không có cái gì mà là của mình được hết đó. Không có cái gì, chính cái tấm thân này, ngũ quẩn này cũng không phải là của mình, chứ đừng nói chi là cái vật ngoại thân. Cái gì là thuộc ngoại thân? Nhà cửa, tài sản, vợ con, chồng con, bất cứ danh vọng địa vị gì thì nó cũng chỉ là những vật ở bên ngoài thôi, những cái gì ở bên ngoài thôi. Cho nên là chính cái thân của mình còn không giữ được nữa, đừng nói là của mình nữa, thì đừng nói cái gì ở bên ngoài nó thuộc về của mình. Cho nên là thường là mình chấp vào cái sở hữu, chấp vào cái mình tầm cầu cái sinh tử, tầm cầu cái sở hữu cái gì này cái kia, để rồi mình phải bị dính mắc, hay là mình phải hiện hữu ở trong đời sống luân hồi cứ hết kiếp này tới kiếp khác. Trong khi các bậc thánh thấy rõ được những điều đó, nó là giả tạm.
nó vốn là không bền chắc, nó vốn là không phải cái gì của mình hết, nó vốn là có cái sự hiện hữu, là sự bức bách, là sự khổ đau, là sự nhiều cái nhiễu loạn ở trong cái đời sống. Và do vậy các bậc thánh tầm cầu, mà tầm cầu ở đây đó là tầm cầu cái con đường giải thoát. Thì trong đó đó chúng tôi nghĩ rằng thực hành cái con đường giới định tuệ, họ thấy được những cái hiện tại, biết những pháp hiện tại, biết những cái pháp hiện tại. Hiện tại này đó, thì chúng ta biết rằng cả ngoại thân cho đến trong thân ấy, thì nó sinh diệt mà, nó sinh diệt, và không có cái gì là chắc thật là của mình đó đấy. Không phải là của mình, mà không có cái gì mà nó lại nguyên vẹn hay nó giữ yên, nó luôn luôn thay đổi. Và cũng không có cái gì mà gọi là thế gian này mà chúng ta gọi là có được cái sự an lạc tuyệt đối, an lạc tuyệt đối, mà nó luôn ở trong một cái tình trạng là chúng ta sống trong cảm thọ, sống trong cảm thọ, đó là vui buồn bình thản, cứ như vậy. Nhưng mà cái người kiểm soát được, tức là cái người có chánh niệm tỉnh giác, thì ít ra đó, ở trong hiện tại họ được an vui, rồi tương lai họ cũng được an vui, và xa hơn nữa đó thì họ chấm dứt sự luân hồi, thì thật sự là cái đó an vui, đó là an vui cao thượng nhất, cái an vui cao thượng nhất. Cho nên là cái người ta nghĩ là người ta nghĩ đến hiện tại, nhưng mà cái nghĩ gọi là cái tật người khác, họ tầm cầu những cái đó là tầm cầu sở hữu, tầm cầu cái sự dướng mắt, và tầm cầu cái sự luân hồi khổ đau. Mà quý vị biết rằng là họ đã có luân hồi đó, thì dù ở một cái thân nào đi nữa thì đều có sự khổ đau. Nói như cõi trời thì người ta hưởng phước chứ, nhưng mà người ta có những cái khổ nhất định của người ta, chứ không phải là không có. Rồi nói như cõi người thì có vui vui buồn lẫn lộn, có các cảm thọ khác nhau đó, nhưng mà rồi đó không phải là không có sự khổ. Rồi chưa có nói đến những cái khổ cảnh, thì họ bị khổ mình biết rồi, do cái ác nghiệp họ tạo, cho nên là họ phải sanh vào trong khổ cảnh để họ lãnh lấy cái quả khổ ở đó, thì tất nhiên là như vậy. Nhưng mà để mà thấy được cái hiện tại này đó, tức là phải nhìn được cái hiện tại này đó, thì cái người đó cần phải có chánh niệm để soi rọi, để quán chiếu, để rồi có một cái tuệ giác cắt đứt cái phiền não. Sự thật ra đó, nếu chúng ta còn nghĩ đến tương lai, cái tương lai đó nó cũng không phải là hoàn toàn là nó không như ý mình được, nó vô vọng. Tại vì mình không biết chất lực là đời sống tương lai mình ra sao. Bởi vì chúng ta còn phiền não thì có khi thì chúng ta cũng may mắn, chúng ta cũng được sanh ở cảnh trời, cảnh giới an vui cõi trời chẳng hạn. Rồi là có khi thì chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta trong sanh trong khổ cảnh, thì cái đó nó cứ tiếp diễn liên tục, sanh khởi liên tục, sanh khởi liên tục như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ đó, cái thân này nó liên quan đến thân và tâm. Thân này nó cũng chỉ là một kiếp người, ở chúng ta làm người thì cũng là một kiếp người trong một chuỗi dài sanh tử luân hồi như vậy. Nếu chúng ta còn luân hồi thì còn phải khổ đau, còn phải khổ đau. Cho nên rằng là mình với cái điều mà Phật dạy đó là sống như thực tại, tức là mình phải có chánh niệm tỉnh giác để mà mình thấy rõ được, để đến lúc một nào đó thì cái tuệ giác nó mới có đủ sức để phá bỏ được cái phiền não là vô minh, cái phiền não là tham ái, phiền não là chấp thủ, phá bỏ được. Thì thật sự đó là cái người đó sống với hiện tại đó, sống với hiện tại. Hiện tại là liên quan đến thân và tâm của mình, chứ không phải hiện tại là những cái gì mà mình nghĩ rằng đó là sở hữu để đầu tư cho tương lai. Thì cái đó nó không phải là như vậy. Cái đó đó hiểu có một góc nào đó thì ai cũng lo là mình là lo cho tương lai, cho nên hiện tại mình phấn đấu để được sở hữu cái này rồi sở hữu cái kia, nhưng mà rồi nó đâu có chắc được cái gì đó, nó không chắc được gì.
sự thật ra một kiếp người nó cũng chỉ là một giai đoạn ngắn nào đó, rồi trong một chuỗi dài sanh tử luân hồi dài vô cùng tận thì không biết tới khi nào chấm dứt, mà hả còn luân hồi thì còn khổ đau. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Có điều chi cần bổ túc thêm thì con thỉnh Hòa Thượng bổ túc. Nam mô Bất Thầy. Sa thủ kính trình thì tập học tình rất nhiều với câu thảo luận vừa rồi. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa lấy nhiều nghĩ thì tọa có còn trước máy không? Nếu được kính trình thì tọa Pháp Đăng trở lại với câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng có còn dạ, có. Dạ, dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, khi mà chúng ta nói cái sống trong hiện tại đó, thì có nhiều người cảm thấy rằng mình sống với quá khứ, sống với tương lai thì có nhiều cái vui hơn, còn hiện tại thì rất là nhàm chán. Ví dụ mình ngồi mình sống mà mình nhớ chuyện xưa, mà mình chọn những chuyện rất vui để nhớ, hay là mơ mộng về tương lai thì nó mới có cuộc sống mới có ý nghĩa. Chứ nếu mà nhìn vào hiện tại thì không biết hiện tại là cái gì. Thì tôi có thể cho một gợi ý là nếu một người muốn sống với hiện tại thì có cái gì ở hiện tại mà người đó nên tập trung vào không? Kính thỉnh Thượng tọa. Yeah. Hello. Yeah. Nếu mà nói rằng một cái người mà muốn gọi là muốn muốn hiểu thử Phật giáo đó, thì mình sẽ thấy được cái cách sống hiện tại, có nghĩa là mình ngồi đó, mình thở ra thở vào, mình ghi nhận cái sự thở ra thở vào của mình ở mũi. Mình tập thử một vài 5-10 phút đi, rồi mình sẽ cảm nhận được cái sự yên vui của nội tâm. Rồi mình chỉ cần tập một tí xíu vậy thôi quý vị, mình cứ tập đi rồi mình sẽ giống như một người khi họ tập thích rồi họ sẽ tập được hoài. Thì khi mà mình ngồi mình tập đó, mình thở ra thở vào cái sự hiện tại đó, thì mình phải có cái gì là hiện tại, mình phải có cái chánh niệm để mình ghi nhận. Mình ghi nhận, mình tập gì hoài đó thì mình sẽ phát hiện được nhiều cái hay. Bởi vì khi mà mình, tại vì thật sự ra cái người của mình khi sân hận hay là tham lam thì lúc bấy giờ do mình không có chánh niệm. Nhưng mà khi mình tập đó, có chánh niệm rồi, lúc nào đó tham sân nó nổi lên đó, mình có chánh niệm đó, mình mới thấy được cái sự lợi ích của chánh niệm và cái sự lợi ích của mình tu tập hiện tại. Tại thường thường một cái người mà tu đó thì thật sự mình nói rằng sống hiện tại chỉ là người tu thôi, chứ còn một cái người mà nghĩa nói sống hiện tại mình thấy cái phương diện tu ít hay tu nhiều hay là mình gọi là tu cư sĩ thôi thì cũng là tu. Nhưng mà khi mình thấy rằng cái hiện tại là mình ngồi mình thở ra thở vào, mình theo dõi hơi thở ra hơi thở vào, mình chỉ thực hành cái đơn giản vậy thôi, nhưng mà thật sự nó mang lại cái lợi ích rất là nhiều quý vị. Tại vì thật sự mình sống á, mình còn bất an đó, đều là những cái sự suy nghĩ viển vông thôi. Mình nói là suy nghĩ viển vông có nghĩa là suy nghĩ những cái chuyện mà đã qua, rồi mình lại than van buồn phiền. Không phải là mình suy nghĩ những chuyện đã qua rồi là mình hạnh phúc đâu quý vị. Có những người mà khi họ mất của cải tài sản, lúc là cái thời nào đó họ có địa vị quyền lực tài sản đó, bây giờ mất đi thì họ lại càng khổ sở hơn nữa. Bây giờ họ thấy là sống rất là khổ sở. Hoặc là họ suy nghĩ tới nữa đó, ví dụ như suy nghĩ mang được cái này được cái kia, làm ông này bà kia, nhưng mà thật sự ra đó mình có làm được hay không, mình có làm được hay không, mình mong mỏi như vậy nhưng mà mong mỏi nó có được hay không. Bởi vì thường thường quý vị thấy rằng nhé, người ta thường nói rằng nhé, có nhiều người tới lúc làm ông này bà kia nhưng mà họ làm cái gì đấy, để họ làm cái gì đấy, họ có làm được hay không. Ví dụ chúng ta thấy một cái người tổ trưởng hay là một cái người hướng dẫn, bây giờ người ta bầu mình làm người hướng dẫn, mình lấy cái gì hướng dẫn, hãy có cái gì để mình hướng dẫn. Thì những người đó hãy có cái kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm bản thân có nghĩa là kinh nghiệm mà tu tập hiện tại đó, họ sống làm sao mà họ không có bị rối loạn đó quý vị. Nên bình thường quý vị thấy một người sống không có rối loạn đó thì người ta gọi là sống với thần kinh thép đó.
Bởi vì đời bây giờ nó đảo lộn rất là nhiều. Thậm chí bây giờ mình nghe tin tức, mình nghe cái này cái nọ, mình thấy đảo lộn rất là nhiều. Cái sự lo âu bồn chồn của mình đó, và những cái hiểm họa từ cái chuyện này chuyện kia đó, những cái sự mất mát tài sản, rồi cái sự hỗn loạn của thế giới đó, làm cái tâm mình đó, nó cứ vọng động. Rất là ít khi mà mình sống hiện tại, mình cứ thở ra thở vào, mình thấy mình còn thở ra thở vào được, mình còn chánh niệm được, thì hãy ghi nhận chánh niệm đi. Chỉ có những cái điều làm cái tâm mình định tĩnh như vậy, mình nếu mà lỡ có lâm chung đó, mình cũng sanh về nhàn cảnh. Còn cái tâm mà bồn chồn lo âu rồi suy tư tính toán bấn loạn như vậy đó, nó không có mang lại cái lợi ích gì hết. Ví dụ chúng ta suy nghĩ ngày mai, thật sự ngày mai chúng ta cũng đâu có biết được ngày mai nó là sao đâu. Nên thường thường quý vị thấy cái sự bất ổn, mình sống năm rồi thì mình sống vui khổ gì năm rồi mình biết vậy thôi, chứ năm tới mình cũng bất an, cũng không có biết được ngày mai là như thế nào hết. Có thể là rất là nhiều, hoặc là nhiều khi mình khỏe bữa nay ngày mai mình bệnh, mình đâu biết được. Nên mình sống làm sao á, mà mình bệnh hay là những cái chứng bệnh đến với mình á, là do cái tâm mình lo âu, tâm mình bồn chồn, cái tâm mình nó bấn loạn đó, mình sẽ sanh ra nhiều cái chứng bệnh như vậy. Cái tâm mình á định tĩnh á, nó cũng không có chứng bệnh, nó ít chứng bệnh hơn. Thường thường chúng tôi thấy có những người sợ COVID á, khi mà họ bị nhiễm COVID là họ chết quý vị. Còn những người mà không sợ đó, họ sống mà họ tập hít thở. Bây giờ quý vị thấy có nhiều người họ phải tập cho mình hít thở thôi. Mình hít vô, mình biết mình hít vô, mình thở ra, biết thở ra. Thì chính cái phổi của mình nó cũng hoạt động đúng quý vị. Nhưng mà do mình chánh niệm tỉnh giác thì cũng hơi thở hít vào dài như vậy mình mới hít được. Và thở ra, mình theo dõi hơi thở, mình thở ra. Chứ còn thường thường những người lo âu họ đâu có hít, họ cũng hít thở, nhưng mà hít thở theo cái cơ thể của họ thôi, chứ họ không có làm, không có huấn luyện cơ thể của họ. Bởi vì huấn luyện cái phổi của mình thở mà đủ, mà căng phòng như vậy đó, để cái thở cái phổi mình hoạt động mạnh như vậy đó, khi mình nhiễm COVID đó, mình cũng dễ vượt qua hơn. Và những người mà họ không có tập mà hít thở đó, thì họ nhiễm COVID đó, thì cái vùng phổi của họ nó làm việc rất là hạn chế trong cái phổi. Và khi họ nhiễm hết vô đó ít, nhưng mà họ nhiễm ngay chỗ đó, và nó chặn cái đường thở đó, phổi nó hoạt động có như đó, và bị nhiễm như đó, nên người đó bị tử vong. Như vậy thì thật sự đó, cái người hít thở như vậy đó, mình sẽ tỉnh táo và mình sẽ suy nghĩ được rất nhiều chuyện quý vị. Một người mà khi mà họ tu tập đó, họ tỉnh táo đó, thì họ cái thân thể họ khỏe. Và khi mà họ tu tập một thời 5-10 phút thôi, 20-30 phút thôi, làm cho người họ tỉnh táo, giống như họ sạc được năng lượng gì quý vị. Bởi vì con người chúng ta thấy có hai cái loại thực, đoàn thực để nuôi thân này, nhưng mà thức thực để hay là cái tâm của mình nó có bậc thực để nuôi cái tâm của mình. Mà mình làm sao mà mình có chánh niệm tỉnh giác để có những cái thiện pháp cho cái tâm mình, có thiện tâm đó. Đó là cái bậc thực nuôi cái tâm mình. Và nếu mà mình sống mình vọng động như vậy đó, thì thật sự cái tâm của mình nó nghèo nàn, và nó không có cái bậc thực để nó nuôi cái tâm của mình. Bởi chúng ta thấy một người mà có chánh niệm đó, thì có tính niệm tàm quý vô tham như sân hình xả. Nhưng một người khi mà họ sống, họ bị phóng dật nhiều đó, họ lo toan nhiều đó, thì thật sự không có những cái thiện pháp này quý vị. Họ sống không có thiện pháp này. Nên đó, một cái người sống mà Đức Phật này thường nói đó, thất mất mát tài sản, mất mát quý thuộc, mất mát danh vọng, mất mát quyền lực đó, nó không có mất mát là cái mất mát nhỏ, nó không phải mất mát trí tuệ và giới hạnh. Và cái trí tuệ đó làm cho cái tâm của mình được trong sáng, và cái giới hạnh nó làm cho cái tâm mình định tĩnh. Và những cái điều đó Đức Phật nói rằng mất mát này mới mất mát lớn, còn mất mát tài sản, mất mát quyến thuộc, mất mát bà con, mất mát sức khỏe đó, cái đó là mất mát nhỏ thôi. Thì ở trong cái câu hỏi mà Ngài Hòa Thượng hỏi đó, thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Hòa Thượng, nếu Hòa Thượng cần nói gì thì Hòa Thượng nói thêm.
Sa thủ kính trân Thượng tọa Pháp Đăng. Xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân có còn trước máy không? Nếu được kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân hoan khi trở lại với cô thảo luận số 3. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta đọc ở trong bài kinh này thì thấy Đức Phật Ngài có dạy một điều rằng cái sự ham muốn tầm cầu đó, nó phát xuất từ vô minh. Thì Thượng tọa có thể từ cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này để giảng rộng thêm là tại sao tất cả những cái mong muốn tầm cầu của chúng ta nó đều đến từ vô minh. Kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tùng Đức. Kính chào đại chúng trong rừng. Theo con nghĩ như thế này, cái nhiều khi mình không có nhận chân đúng sự thật của nó, cho nên là mình tầm cầu. Khi mà mình tầm cầu ở trong cái điều mà nó không đúng, không đúng sự thật. Thí dụ bây giờ là mình cứ nghĩ là cái gì nó chắc không à. Cái này là nó chắc, cái kia là nó chắc. Gia tài, sự nghiệp, vợ con, chồng con, cái gì đó, danh vọng như vậy. Sự thật ra cái đó đó, mình có khi đó, thì quý vị biết nó cũng là không thật rồi. Nó cũng chỉ có một cái, nó chỉ có một cái thời gian nào đó thôi. Thí dụ như mình có tài sản thì cũng chỉ là một kiếp của người của mình để mình thừa hưởng nó thôi. Rồi là sau khi chúng ta chết rồi chúng ta lại tiếp tục luân hồi nữa. Thì rồi thí dụ như mình có danh vọng đi, thì cái danh vọng đó, lúc mà mình có danh vọng thì danh vọng đó nó cũng chỉ một thời gian thôi, năm, 10 năm, 20 năm, có cái gì đó người ta khen tặng, người ta tân hôn, người ta tung bốc, người ta làm đủ thứ hết, thì mình thấy mình vui, mình thấy mình vui. Nhưng mà không, những cái thứ đó nó cũng không có chắc đâu, nó không có chắc. Tại vì đâu có khi nào, ngay cả mình làm quan, mình có quyền tước ở trong tay, làm những cái người mà có quyền bính ở trong tay đó, rồi cũng đâu có khải nào mà mình làm quan hoài đâu, nha. Rồi cũng quan nhất thời, danh vạng đại thôi. Chỉ quan làm quan chỉ còn thời của mình một lúc nào đó thôi. Rồi thì dân thì nó cứ hết thế hệ này sang tới thế hệ khác. Nhưng mà rồi đó thì mình lại đi tìm cái thứ đó, cái danh vọng địa vị. Sự thật ra nó cái đó đó thì đó như cái miếng mồi, những cái thứ đó là như cái miếng mồi để nhẫn mình. Nó nhẫn mình để cho mình tầm cầu, rồi mình tìm kiếm, mình tìm kiếm, rồi là mình chấp thủ, mình sở hữu, nghĩ rằng cái đó là cái của mình. Rồi thậm chí ngay cả cái tấm thân của mình đây nè, trong kinh nói là khi mà Phật bảo rằng là có ông, khi mà ông xách cho cá đó, ông hỏi Phật, Phật hỏi ông vì ông nghĩ rằng tất cả đều có cái tôi, cái ta ở trong đó, có cái tôi, cái ta. Thì Phật mới hỏi là nếu mà ông bảo cái thân này là của ông á, thì ông bảo nó đừng có bệnh đi, đừng có đau, rồi đừng có chết đi, thì nó có làm được không? Thì quan to ông trả lời là không có làm được. Không có làm được, không có lý do gì mà ông bảo rằng cái đó là của mình. Cho nên nhiều khi là mình tìm kiếm cái này cái kia để mà mình nghĩ rằng cái đó là của mình, thì sự thật ra là những cái đó nó không thật, nó không bao giờ mà là gọi là của mình, hay cái đó là bền chắc hết rồi. Cho nên cái đó nó không thật, không thật á là vì bị chỉ sự, nó không thật á là mình không có nhận chân đúng cái bản chất của nó, cái bản chất của nó, cái sự thật của nó. Như vậy đó là cái tầm cầu của mình, cái tầm cầu trong trong cái vô minh, cái bị cái vô minh chi phối. Bởi vì vô minh là sao? Vô minh giống như là cái sự định nghĩa trong kinh là mình không biết
đúng những cái sự thật mình không biết đúng, hay là trong kinh gọi là không biết cái khổ, cái giả lập, không biết cái khổ, không biết được là cái nguyên nhân của cái khổ, nguyên nhân dẫn đến cái khổ. Nguyên nhân dẫn đến cái khổ là từ cái mình tầm cầu, từ cái tham ái, từ cái chấp thủ, nó dẫn đến cái khổ của mình. Cho nên nhiều khi mình bị khổ thì mình cứ ở hiện tại thì mình thấy mình khổ, rồi mình than trời trách đất rồi như thế này, nhưng mà cái gì nó có ra, cái quả là do chúng ta có cái đời sống này nè, có cái thân này nè, thì cái vô minh là do mình biết, không biết cái nguyên nhân đưa đến khổ. Rồi ngay cả mình cũng không có dễ dàng chấp nhận được cái sự khó khổ, không dễ dàng chấp nhận, và không thể, có thể là trong một lúc nào đó mình mong muốn thoát khổ, nhưng mà có lúc trong một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó mình lại khởi lên cái ý nghĩa là giữa dương dấn, giữa cái thoát khổ và cái ôm nắp, cái tầm cầu, cái đó hai cái lưỡng lự, rồi chúng ta không có quyết đoán được. Như vậy đó thì mình cũng chưa có phải là hoàn toàn thoát khỏi vô minh. Như vậy thì cái điều mà mình không biết được cái sự chấm dứt khổ đâu, sự không chấm dứt khổ, mình không biết được sự chấm dứt khổ, bởi vì mình còn là một người phàm phu, trong khi mình còn chứa đầy cái phiền não bắt nguồn từ cái vô minh mà ra thôi. Cái vô minh mà ra, cái vô minh là chúng ta không nhận biết được, rồi chúng ta cũng không có mạnh dạn để tinh tấn mình thực hành cái con đường, cái phương pháp để đưa đến chấm dứt khổ. Cho nên là mình còn nhiều cái sự vướng bận ở trong, cho nên trong mỗi cái hành động của mình thì nhiều khi nó còn chứa chấp trong cái vô minh rất là nhiều, và hoàn toàn là chứa chấp trong cái vô minh. Cho nên nhiều khi rồi chúng ta thấy ở trong cái giáo lý Duyên Khởi, nhiều khi rồi là trong kinh Phật dạy rằng là do vô minh cho nên là khiến cho chúng ta hành động, do vô minh. Nhiều khi là mình hành động ở trong cái việc thiện hay là việc bất thiện, hay là những cái gọi là thiện mà đưa đến cái quả vô sắc này, cái thiện vô sắc, tức là mình gọi là bất động hành này. Thì ở đây đó, cả phúc hành, phi phúc hành, nó bất động hành, thì những cái đó đều là cái sự đầu tư hết á. Đầu tư là đầu tư do cái sự vô minh, do vô minh, vì mình không nhận đứng cho nó, cho nên là mình cứ chấp nhận cho những cái gì đó. Mặc dù là chúng ta thấy rằng ngay cả thiện vô sắc hay là thiện sắc giới đó, thì nó vẫn là một cái thiện, mình nói trong một góc nào đó, nó vẫn là nó cao hơn là cái thiện dục giới, cái thiện dục giới. Nhưng mà rồi đó thì cái đó nó cũng là do chúng ta có cái hành động đầu tư, cho nên chúng ta có cái hiện hữu. Vì vậy cho nên là vô minh mới duyên cho, mới khiến cho hành phát khởi thôi. Ngay cả cái hành động, chúng ta hành động thiện, hành động bất thiện, hành động ở trong cái đưa đến cái gọi là thiện của vô sắc, là bất động hành, thì đều là điều chi khói từ ở cái vô minh mà ra. Rồi từ có cái vô minh tạo tác ra đó, hành động chúng ta tạo tác ra, cho nên chúng ta có quả của luân hồi mà chúng ta có cái thân này. Từ khi chúng ta được là những hài nhi, những cái hài nhi từ trong bào thai, rồi đến khi chúng ta được sanh ra, rồi khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, rồi chúng ta trở thành cái người trung niên hay là cái người lão niên, thì biết bao nhiêu cái việc mà nó diễn ra trong đời sống này, diễn ra trong đời sống này. Như trong kinh nói rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, rồi thương yêu xa lìa là khổ. Nhưng mà Phật dạy lại là chỉ cho là do gì? Do chúng ta chấp thủ đối năm quẩn. Cái đó sự chấp thủ. Chấp thủ năm quẩn là một cái sợi dây cột trói rất là sâu nặng, làm cho chúng ta khó bao giờ mà vượt ra. Cho nên nhiều khi chúng ta hành động trong cái vô minh, cái hành động mà nhiều khi thường thường đó là chúng ta nói là mình biết cái này để biết cái kia để mình làm, thấy không?
Nhưng mà nhiều khi có những việc cái mình làm trong cái gì không biết cũng có nữa, rất là nhiều quá chứ. Mình không hiểu rõ được cái đó, mình không hiểu rõ đó, cho nên mình vẫn hành động trong một cái quan cảnh tự nhiên. Mà ở đây mình nói là những cái tập khí bởi phiền não từ lâu đời, tập khí đó là bị sự chi phối của tham sân si, tập khí đó là tha mái ngã chấp gì đó, mà nó làm cho chúng ta bị cái hành, làm cho chúng ta phải hành động, và hành động trong cái sự tập khí phiền não thôi. Vì vậy cho nên là ở hiện tại thì chúng ta cũng bị khổ rồi, khổ rồi. Chúng ta ở hiện tại, dù chúng ta ở hiện thân con người, thân nhân loại, hay chúng ta là thân một vị thiên, hay là một vị phạm thiên sắc giới, hay vị phạm thiên vô sắc giới, thì có sự hiện hữu đó là sự khổ. Còn mình nói đến con người thì cầu muốn cái này mà không được. Mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình coi, mình muốn rất nhiều mà bắt nguồn từ cái muốn đó, cho nên mình khổ lắm. Muốn rất nhiều nhưng mà cái đáp ứng lại cho mình để mà mình được như ý của mình thì có mấy cái để được như ý. Mà tại vì mình cứ khao khát tìm muốn, muốn cái này thì được, muốn cái kia nữa, muốn cái này được xong rồi lại muốn cái kia nữa, mà mình lại không thấy. Giống như trong kinh nói rằng mình đi khát nước, mình tìm nước muối mà mình uống, thì nó sau cái cơn đã khát đó rồi đó thì mình lại càng khát dữ nữa, khát nhiều hơn nữa, là do mình uống nước muối, và chính mình phục vụ cho cái tham ái đó. Cái tham ái là cái tầm cầu, tại vì mình không bao giờ mà cái tham đó, cái ái tham đó nó không bao giờ thấy đủ hết, không bao giờ vừa với nó. Cho nên là mình thì cứ nói tại vì mình chưa được cái đó cho nên là mình, nhưng sự thật là mình tại đi tìm cái đó, mình tầm cầu cái đó cho nên là mình khổ, chứ không phải là do là mình chưa được cái đó mình khổ. Mình khổ đâu, hoàn toàn là như vậy. Mà con người của mình, chúng sanh phàm phu thì bị chi phối ở trong cái tầm cầu đó, cái tầm cầu bắt nguồn từ ở cái tham ái, từ cái vô minh. Cho nên cái vô minh là cái mà mình không nhận đúng chân sự thật của nó, không nhận đúng đúng cái sự thật của nó, bản chất thật của nó. Thì Phật dạy rằng là mình không biết được cái phương pháp để đưa đến thoát khổ. Mà trong kinh Phật có dạy cái phương pháp để chúng ta thoát khổ, đó là thực hành cái con đường giới định tuệ, là mình nói một cách là rộng. Nhưng mà bây giờ mình giới bằng với cái thiện nghiệp của mình, làm những cái công đức của mình, cái thiện sự của mình, và đặc biệt là mình làm sao cho cái tâm mình nó được an tịnh, cái tâm của mình có chánh niệm, để mà mình có được cái an lạc, hay là mình thật thanh lọc phiền não để mình đạt được cái sự giải thoát như là các bậc thánh. Thì cái điều đó là cái điều mà quan trọng, cũng như là mình cần phải đạt đến. Phật bảo rằng là cái khổ là mình cần phải biết, nhưng mà không biết khổ, đó là vô minh, đó là vô minh. Phật dạy rằng là cái nguyên nhân sanh khổ mà mình cũng chưa nhận ra, mình chỉ thấy rằng tại sao tôi khổ. Cái khổ mà mình thấy, cái nguyên nhân sanh khổ, không phải là mình thấy gốc gác cội nguồn của nó, mà mình thấy là tại cái này nè, anh làm cho tôi khổ, tôi không được cái này cho nên tôi khổ, cái này không làm như ý tôi khổ nè, đó là như vậy. Mình không thấy được, không thấy được sự khổ, không thấy được nguyên nhân sự khổ, và không thấy được sự chấm dứt khổ, càng không thấy được sự chấm dứt khổ, tức là niết bàn, sự tịch tịnh. Cho nên đối với cái sự tịch tịnh của bậc thánh thì có lẽ là đối với mình thì chỉ là lý tưởng, nhưng mà rồi tại vì mình, nhưng mà chính có cái lý tưởng đó cho nên là mình cần phải phấn đấu mà theo cái cách mà Phật dạy rằng cần có một cái phương pháp, hay là cần có một cái đạo lộ để chúng ta thực hành để đưa đến. Do vậy đó thì cái mà mình thấy được cái sự thoát khổ chưa có thấy được, nhưng mà không phải là không có cái sự thoát khổ đó, đó là niết bàn. Rồi không có được cái phương pháp để thực hành, nhiều khi mình thực hành cũng không có triệt để, và là mình thực hành cũng chưa có trọn vẹn. Rồi đó là có lúc dày lúc khác. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng
đời sống, cái tập khí phiền não nó rất là nhiều từ vô lượng kiếp, cho nên là bây giờ mình phải quyết tâm bỏ, quyết tâm loại bỏ thì mình mới có thể bỏ được. Bỏ một ngày một bỏ, một ngày một chút ấy, thì lần lượt thì chúng ta mới có thể nhận chân hay là thấy đúng được cái bản chất thật của nó. Thì theo con thì con có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha vậy. Sa thủ kính trình từ tòa Pháp Tân với câu thảo luận vừa rồi. Chư Phật tử, hôm nay chúng ta học một bài học mà thoạt nghe đó thì dường như chỉ là một câu trả lời mang tính cách là đối đáp, nhưng mà ở đây có hàm chứa một cái ý nghĩa rất là sâu xa mà Thượng tọa Pháp Đăng và Tổ Pháp Tân đã trình bày trong lớp học ngày hôm nay. Thưa quý vị, tâm của chúng ta luôn luôn tìm một cái chỗ để hướng tới, để nghĩ tới, để vọng mong, nếu chúng ta không phải nói rằng dính mắc. Không có điều đó, chúng ta cảm tưởng như là mình đang lênh đênh giữa biển mà không biết đi đâu về đâu. Nhưng mà thực sự cái bám víu của chúng ta nó chỉ là một người bơi giữa đại dương. Cho dù có ráng sức bơi, bơi về một hướng nào đó, thì nó cũng vốn dĩ từ cái căn bản là chúng ta không có phương hướng. Sâu xa trong lòng chúng ta không biết là chúng ta đang ở vị trí thế nào, đã đi về đâu. Nên chi thưa quý vị, không riêng là một một cái chuyện đơn giản là ở trong mảnh của chúng ta, mà ngay cả những gì mà chúng ta gọi là hoài bão, chí hướng, kế hoạch, hay là cái định hướng cho tương lai, thì nó giống như một người đang bơi giữa biển, xuôi tay thì không cam lòng, mà cố gắng bơi thì thật ra tận cùng ở trong sâu thẳm chúng ta cũng không biết là đi đâu về đây ở đâu, nhưng mà chúng ta vẫn muốn bơi. Cái muốn bơi mà từ cái không biết đó đó được Đức Phật dạy ở tại đây, nó là sự tầm cầu do vô minh khác ái. Và trong cái khác ái đó đó, nó còn hàm nghĩa sâu xa là chúng ta không bằng lòng với hiện tại, chúng ta không có chấp nhận hiện tại. Cũng như mình ở giữa biển mà bảo rằng mình chấp nhận ở một vị trí nào đó ở giữa biển khơi, thì thật ra mình không sẽ chấp nhận được. Ở trong thời gian qua chúng ta nghe câu chuyện một chiếc tàu đánh cá của Việt Nam bị chìm ở giữa biển, và người ta đã cứu được thuyền trưởng cũng giống như một vài cái thuyền viên, tức là thủy thủ ở trên tàu, còn một số người mất tích. Họ kể là hành trình mấy ngày lên trên biển và thấy rất nhiều tàu đi qua nhưng mà không tàu nào ghé lại để vớt lên. Một lần nữa nó lại liên hệ đến một hình ảnh về thân phận của mỗi chúng ta trong cuộc đời này. Chúng ta cố gắng bơi, cố gắng hướng đến một cái gì đó và ra sức để bơi, nhưng mà thật sự giữa đại lương bơi đại dương mênh mông, biết đâu là bến, biết đâu là bờ. Vậy ở đây là một cái điểm rất là tế nhị khi mà Đức Phật ngài dạy về cái thân phận của mỗi chúng ta là bắt nguồn từ vô minh và cái sự tầm cầu là ái. Và trong cái liên hệ giữa vô minh và ái đó, thì những gì chúng ta làm thường là nó rất có ý nghĩa bằng cái nhìn thiếu hiểu biết. Nhưng với một người có hiểu biết thì việc làm nó rất là vô nghĩa. Cũng giống như chúng ta thấy một người bị quăng giữa biển cả mà cố gắng bơi về một hướng nào đó,
mà không biết bến bờ là ở đâu, không biết nơi nào là đảo đó, thì quả thật là cái cố gắng đó có vẻ như vô nghĩa. Bây giờ chúng ta muốn nói đến một chuyện khác, là Đức Phật Ngài không khuyên chúng ta sẽ đi đến cảnh giới nào, nhưng mà Ngài khuyên chúng ta trước nhất là đừng chạy đuổi theo cái ảo tưởng, đừng chạy đuổi theo những gì mà nó phát xuất từ cái không biết, mà thay vào đó, đó là chúng ta thử đặt lại vấn đề, là không nói rằng mình đang ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, mà làm sao tâm của chúng ta không có mang cái tâm thái của hệ lụy, không mang tâm thái của vô minh là căn bản, mà ái dục là hướng đi. Phật giáo Bắc truyền có một bộ kinh rất là nổi tiếng mà hồi còn nhỏ chúng tôi thường nghe sư trưởng nhắc đến, đôi khi nhắc có rất là thú vị, đó là kinh Kim Cang. Và ở trong kinh Kim Cang có một cái câu chữ Hán mà quý thầy bên Bắc Tông thường hay nhắc đến là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Dạ, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nếu chúng ta hiểu trong ý nghĩa của kinh điển Pali đó, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là một khi tâm tư không còn bám víu ở điểm nào thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Dạ, không còn bám víu có nghĩa là sống với như thần trí. Sự thật như thế nào thì chúng ta biết như vậy, sự thật như thế nào chúng ta chấp nhận như vậy, không có bảo rằng mình muốn như thế này và mình muốn như thế kia. Và để có cái vô sở trụ thì việc đầu tiên là chúng ta đối với quá khứ không truy tầm, đối với tương lai không vọng tưởng, và đối với hiện tại thì chánh niệm biết rõ đây là sanh, đây là diệt. Khi mà chúng ta thấy được cái bản chất thực của tâm và cảnh rồi đó, thì thưa quý vị, nhi sanh kỳ tâm ở đây chúng ta có thể hiểu trong cái ngôn ngữ của Phật giáo Nam truyền, đó là sanh khởi cái tuệ giác. Dạ, sanh khởi tuệ giác là thấy rằng cái bản chất của các pháp là như vậy, hiểu bản chất các pháp là như vậy thì tâm không còn bám víu nữa. Bản chất các pháp là như thế nào? Bản chất của các pháp đó là cái thực tướng mà Đức Phật dạy rằng dù là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, trong quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, tất cả sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó đều có một cái bản chất giống nhau là biến dịch. Do biến dịch nên nó tạo cho chúng ta một cái sự bất an, hay là bản chất của nó không có hoàn hảo. Và do nó không hoàn hảo, nó biến dịch, nên chi nó lại nói lên một khía cạnh khác. Những điều đó, những thứ đó, những quận đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Đây là một điều rất là thứ gì về điểm này đó, thì chúng ta nhận ra như vậy là cái khả năng để mà thấy, khả năng để mà biết, và cái thực tại đó, chấp nhận cái thực tại đó và sống với thực tại đó không phải là điều đơn giản, không phải là điều dễ hiểu đối với chúng ta. Mà ngay cả khi hiểu, ngay cả khi chúng ta biết, và chúng ta cũng rất là khó để chấp nhận. Tại vì sao? Tại vì cái thói quen, tại vì vô minh, tại vì chúng ta vốn không hiểu, chúng ta không bằng lòng như vậy. Do vậy, từ vô lượng kiếp và ngay trong cấp hiện tại thì chúng ta vẫn tiếp tục truy cầu, tiếp tục bơi, tiếp tục tìm kiếm. Và do chúng ta tiếp tục tìm kiếm đó, chúng ta chưa bao giờ
trở lại đặt một vấn đề là cứ để tâm của chúng ta thật sự trong sáng, cứ để tâm của chúng ta thật sự an tịnh. Và trong cái an tịnh trong sáng đó, đó thì chúng ta đạt đến điều mà hồi nãy Thiền Tổ Pháp Đăng có nhắc đi nhắc lại mấy lần, là khi cái tâm không có dao động thì có khinh an, và tâm khinh an á, thì lúc đó mới đạt đến tình trạng là không có khứ lai, và lúc đó mới thành tựu được tuệ giác và giác ngộ. Chúng ta không bằng lòng như vậy, chúng ta không thấy giá trị của tuệ giác, chúng ta không có nhận ra được là cái mấu chốt nằm ở đâu của khổ đau và hạnh phúc. Chính là khổ đau là vô minh, và cái giải pháp của vô minh đó là thành tựu chứng đắc tuệ giác. Điều này nó rất là tế nhị, rất là sâu kín, mà ngay cả những người học Phật cũng không thấy. Thưa quý vị, ông Bà La Môn này không phải là một người tầm thường. Khi ông nhìn hình ảnh của Đức Phật tỉnh tọa ở trong rừng sâu, ông phát tâm hoan hỷ. Trong cái nỗi hoan hỷ kính trọng đó thì ông nghĩ rằng Ngài phải có một đại nguyện, phải có mong cầu gì đó lớn lao trong cuộc đời này, giống như tất cả chúng ta. Khi mình nhìn thấy những người đi tu, khi mình nhìn thấy những người tinh tấn tu tập, thì mình thường nghĩ rằng người đó phải có cái nguyện lớn là cứu độ chúng sanh, thành tựu quả này vị kia, hay hoặc giả ít giả là có cái hạnh nguyện độ đời, tạo tòng lông, tạo nên những cái đạo tràng to lớn. Nhưng ít bao giờ chúng ta cảm nhận được rằng một ở trong những cái giá trị nền tảng then chốt sự tu tập đó, không phải là ngồi đó mà mộng tưởng viễn vông, không phải ngồi đó tính chuyện này nghĩ chuyện kia, mà một ở trong những cái yếu tính của sự tu tập đó, là khả năng đem tâm về với hiện tại, sống với hiện tại và nhận chân được những gì đang diễn ra trong từng hơi thở, trong từng cái hiện tượng sanh diệt. Thật ra thì cả hai phương diện pháp học và pháp hành, thì thưa quý vị, điều này có những cái ý lý rất là sâu xa, không dễ để mô tả. Và chúng tôi cũng phải nói rằng mặc dù hàng ngày chúng ta được nghe nói nhiều về sống trong hiện tại, không có truy cầu quá khứ, không có vọng tưởng tương lai, chúng ta nghe nói nhiều về đời sống tiện ở đây và bây giờ, chúng ta nghe nói Đức Phật hướng dẫn chúng ta tập sống với hơi thở ra, hơi thở vào, với cái sanh và cái diệt trong hiện tượng danh pháp và sắc pháp. Nhưng chắc gì chúng ta đã cảm kích được điều đó, chắc gì chúng ta đã muốn sống mà không có hy vọng ở tương lai, không có mộng tưởng, hoặc giả là một ngày nào đó khi chúng ta già, chúng ta không còn có mơ mộng về tương lai. Chắc gì chúng ta đã có thể sống mà không hoài niệm về quá khứ. Quá khứ vang bóng một thời, quá khứ hoàng kim nào đó, chúng ta vẫn mộng tưởng. Thì thưa quý vị, lời câu trả lời của Đức Phật là một cái công án lớn cho mỗi chúng ta. Câu trả lời của Đức Phật là một điều mà nghe giải học rất nhiều về Phật pháp, và chúng ta có tạo phước, có hành trì, chúng ta cũng phải suy niệm. Sự suy niệm này đó nó không dễ dàng. Dạ, sự suy niệm này không dễ dàng. Không dễ dàng để chúng ta có thể cảm nhận được giá trị sâu xa. Giá trị đó nó vốn dĩ là những giá trị mà đi ngược lại cái tâm thức, đi ngược lại cái nhìn của người thế gian, đi ngược lại với cái mà chúng ta gọi là cái quan niệm thường tịch. Vì vậy bài kinh này cũng như nhiều bài kinh khác mà chúng ta được học, thưa quý vị, thỉnh thoảng tuy rằng rất ngắn và với những lời lẽ rất là giản dị, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng trong đó có những cái giáo nghĩa hàm tàng mà chính chúng ta phải suy niệm rất nhiều để có thể lãnh hội, để có thể thâm nhập và để nhận ra được cái lợi lạc ngay trong đời sống hiện tại của mình. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai thì quý vị, chúng ta sẽ có môn Pháp Bali Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử.
chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng.